xót xa mối duyên tình xưa. Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em, vì sao em nỡ cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng em dần xa, ân tình tưởng như đã nhòa, nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em. Người yêu hỡi, xin em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mát thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề dường như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh, hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không thành. Đêm dần trôi tối với tôi lẻ loi, xót xa mối duyên tình xưa. Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em, vì sao em nỡ cất bước ra đi. Bóng ngày qua khi bóng em dần xa, ân tình tưởng như đã nhòa, nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em. Người yêu hỡi, xin em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề dường như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh, hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không thành. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề dường như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh, hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không. Cảm ơn các bạn và chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình ha. Xin mời giám khảo Trấn Thành, cảm xúc của anh như thế nào ạ với tiết mục này? Hơi tiếc nuối một chút là bởi vì hai bạn mà cộng lại thì tuyệt vời quá. Mỗi bạn có sở hữu một cái hay riêng. Bạn Quang Bình hơi chắc hơn, khi bạn phát ra cái âm thanh cái lực của bạn mạnh hơn cho nên nghe nó đã hơn. Và đúng với lại anh Tùng thì ảnh hát cũng cái lực tống ra bằng hơi của ảnh á, nó rất là tốt, cái âm thanh nó vang nó mạnh như vậy đó. Nhưng mà bạn lại hát bị ngắt chữ nhiều quá, như tôi đã nói rồi là hơi anh Tùng là một hơi, chữ có ngắt nhưng hơi không ngắt, bạn là bị ngắt bằng hơi chứ không phải là ngắt chữ. Bạn Minh Trí thì bạn hát ra nó nhẹ, mà anh Tùng hát mặc dù nghe rất là mạnh nhưng mà thật sự là cái làn hơi anh ra nó nhẹ như vậy đó, tại vì hát nhẹ như không mà. Thì bạn này lại làm tốt cái điều đó, cái đoạn này bạn này giống xíu cái tự nhiên lại không giống, rồi cái bạn kia đoạn cái giống xíu ra lại không giống, nó buồn cười lắm. Nhưng mà bạn này cái phát âm lâu lâu lại có những chữ bị bạn phát âm không đúng, cả hai bạn đều bị cái trường hợp này. Tôi nói ví dụ như là dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như áng mây dần trôi trôi, là nó phải có vừa ô vừa y. Còn các bạn là toàn là áng mây dần trôi, là nó nhanh quá,
Rồi ví dụ như là mai luôn màu xanh, nó phải có chữ A một tí. Các bạn không có cái chữ A luôn, nó buồn cười vậy đó. Tại vì có một số người á, người ta không có chú trọng vô phát âm. Nhưng anh Tùng ảnh là người chú trọng vô phát âm, thì tôi hy vọng các bạn cũng chú trọng vô cái điều đó để giống. Tại vì các bạn chọn ảnh mà. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Mà đúng thiệt là làm khó ban giám khảo quá. Một vài chỗ thì lại giống, một vài chỗ thì lại bị buông ra, đúng không ạ? Chị Tuyết, với cái phần trình diễn này các bạn được hát nhiều hơn nè, và chỉ có Phan Đình Tùng mà thôi, thì chị có một cái suy nghĩ gì khác hay không ạ? Chị cũng giống như Trấn Thành vậy đó. Có nghĩa rằng là mỗi bạn lại giống Tùng một khía cạnh khác nhau. Có nghĩa là bạn Bình ấy, thì cái âm sắc của bạn á, nó sáng và nó trap giống Tùng. Nhưng ngược lại, bạn cái độ mượt của bạn hoàn toàn không giống Tùng. Bạn hát bị gãy nhiều lắm. Tùng hát rất là mượt. Ngược lại thì bạn bên đây, bạn Minh Trí ấy, cái cách hát, cái cách nhả chữ của bạn, bạn có nghiên cứu và cái độ mượt của bạn có hơn là bạn Bình. Nhưng ngược lại cái âm sắc bạn á, nó lại ấm, nó lại tròn hơn là cái âm sắc của Tùng. Và nó không có cái độ sáng như Tùng. Thì mỗi bạn có một chút xíu như vậy. Cho nên thật sự là hai bạn vẫn chưa có thể bằng thần tượng của mình nhiều. Nhưng mà có một cái điểm lưu ý với cả hai bạn luôn á, là anh Tùng ảnh không có hát hơi. Anh hát chữ nào nó cũng có âm thanh hết. Ví dụ như là dù cho anh bỏ nhỏ luôn nha. Đêm lẻ loi, tôi với tôi lẻ loi. Chứ không có là đêm dần trôi, tôi với tôi lẻ loi. Anh không có thả hơi. Chữ nào dù cho anh hát nhỏ là do anh điều khiển cái âm lượng cho nó nhỏ lại. Chứ chữ nào cũng phải có âm thanh hết. Chị giờ muốn cộng điểm nhiều hơn, bây giờ mình cộng điểm thêm về ngoại hình thử xem, hoặc là cái cách trình diễn của các bạn thử xem. Tại vì hồi nãy hai bạn ngồi trên ghế mà đâu có diễn gì đâu. Đâu có diễn gì đâu. Các bạn ngồi hết một bài hát biểu tôi chấm trình diễn. Tôi chấm biểu diễn, tôi chấm cái chi cà. Bề ngoài thì sao chị? Chị nhìn lên chị thấy ai giống hơn? Lẽ giờ tôi bắt đi giảm cân hay đi cạo đầu? Giảm cân. Hay đi cạo đầu. Tức MC ghê chứ. Khó, em ráng kiếm điểm cho thí sinh của em. Làm sao mình đổi MC được không anh Nam? Dạ thôi em ráng em kiếm điểm. Dạ dạ. Còn cá nhân quan điểm của anh Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Nói về ca sĩ Phan Đình Tùng thì thực sự là bản thân tôi thì tôi thích Phan Đình Tùng từ hồi là ở nhóm MTV á. Và rất là yêu thích và đến bây giờ vẫn có cơ hội hợp tác với nhóm MTV. Và sau khi mà anh tách ra solo và gọi là năm 2004 á, và có một cái album đầu tay với những cái ca khúc mà do mình tự sáng tác thì đúng là một cái thử thách. Bởi vì thời điểm bây giờ là ai cũng sẽ hát những cái ca khúc mà do các cái nhạc sĩ đã thành danh, gọi là có một cái uy tín nhất định ở trong thị trường thì mới bảo chứng được. Nhưng mà với những ca khúc như là Bởi Vì Anh Yêu Em hay là khúc hát mừng sinh nhật mà chúng ta hay thường nghe luôn á, thì đó là những cái bài mà đã giúp tên tuổi của Phan Đình Tùng tạo một cái dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt. Và đối với hai thí sinh ngày hôm nay, tất cả các cái phần của giám khảo Minh Tuyết, Trấn Thành đã nói nó thuộc về kỹ thuật, xử lý về cái hơi thở, cái giọng hát rồi. Anh thì có lời khen hai bạn, đó là hai bạn trong cái phần trình diễn vừa rồi. Anh thấy là hai bạn đều rất là vững vàng, rất là bình tĩnh và cũng có tình cảm, cũng như là những cái đoạn phiêu vân vân thì hai anh em đều làm ra rất là ổn. Tuy nhiên là xét về một cái tiết mục mà nếu như không so sánh giống với thần tượng thì nó là một tiết mục tốt. Nhưng mà đây thì mình so sánh là ai giống với thần tượng hơn. Thì tất cả những cái điều so sánh đó đã được lý giải bởi các giám khảo. Thì anh mong là những tiết mục sau đơn ca thì mình sẽ có cái phong thái hơn. Mình sẽ có những cái điều bộ cử chỉ. Và đặc biệt là những cái kỹ thuật mình xử lý. Có thể là trong thời gian rất là tích tắc, chỉ còn 3 phút, 5 phút tiếp theo thôi, thì các em có thể xoay chuyển được gì hay không. Thì đó là tùy thuộc vào cái sự ứng biến của mỗi người. Chúc Minh Trí này với lại Quang Bình sẽ là một Phan Đình Tùng gọi là tỏa sáng trong tiết mục đơn ca. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và chúc mừng các bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ tỏa sáng nhiều hơn và rút kinh nghiệm nhiều hơn trong tiết mục solo của bản thân mình nhé. Cảm ơn các bạn. Ngồi một mình lặng nhìn sao rơi, mơ ước xa xôi ngày mai nắng lên trong đời. Ngày chờ ngày bồi hồi qua mau, ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khao nồng cháy. Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng, hòa khúc ca trong ta bay cao dệt mộng tuyệt vời, để xóa đi bao nhiêu ưu tư buồn phiền ngày nào cuộc đời đẹp như thơ. Giờ dòng đời còn nhiều bão tố, đã cuốn cơn mơ từng đêm ấp ủ.
xa vời. Ngồi lặng nhìn bầu trời đêm tối, bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu. Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng, mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời. Giờ trắng tay bên ta còn là gì, ta còn là gì khác cho sau vơi. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Và hãy khóc nước mắt đưa đắng chứa chắn trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ chớp cánh bay xa rời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, chẳng tội tình. Để mà nhớ đến đắng cay trong cuộc đời. Cho mai sau khi ta bóng lớn lên trong đời, còn mai nhớ đến những gì vàng đã một thời. Đừng sống trong mơ. Còn nhiều bão tố đã cuốn cơn mưa từng đêm mất ôm xa vời. Ngồi lặng nhìn bầu trời đêm tối, bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu. Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng, mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời. Giờ trắng tay bên ta còn là gì, ta còn là gì cả. Lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ chớp cánh bay xa rời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, chẳng tội tình. Để mà nhớ đến đắng cay trong cuộc đời. Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời, còn mai nhớ đến những gì vàng đã một thời. Đừng sống trong mơ. Khóc nước mắt đưa đắng chứa chán trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ chắp cánh bay xa rời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, chẳng tội tình. Để mai nhớ đến đắng cay trong cuộc đời. Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời, còn mai nhớ đến những gì vàng đã một thời. Từng sống trong mơ. Cho anh hỏi cái hai em khóc đã chưa? Khóc đã chưa? Dạ em khóc đủ rồi ạ. Khóc đủ rồi ạ. Bây giờ rất là cần những cái nụ cười đúng không em? Đâu có. Đâu có. Nãy giờ là đang rặn, giờ mới khóc nè. Nghe xong mới khóc. Giờ này mới khóc nè. Vô tình các bạn chọn một cái bài mà nó kịch tính cũng như là cái cuộc thi của các bạn. Cho nên á, cái không khí nó rất là hợp á, các bạn hiểu không? Nó hợp lắm. Tôi nghe các bạn hát có chỗ được, chỗ không. Nhưng mà các bạn cho tôi được cái cảm giác của Lý Hải và cái cảm giác của cái thời bấy giờ mà mình nghe những cái bài này á, nghe nó đã, mà có cái ký ức mà nó về nhiều lắm. Cho nên cũng cảm ơn hai bạn đã rất cố gắng. Tân trời sinh ra cái voice của bạn đã giống anh Hải rồi. Nhưng mà Tân hát có một cái khuyết điểm là cái voice bạn nhẹ quá. Bạn không có cái lực bên trong. Cho nên cái bài hát của bạn nó dễ bị giống như dòng sông lơ đãng trôi. Bạn phải nảy chữ nhấn nhá và hát dốc lực một chút xíu thì mới ra thần tượng của mình. Riêng bạn Trấn Hải đúng là có Trấn Thành và Lý Hải. Ông này là ổng là đúng nghĩa là mưu sinh mà các anh chị, hát hội chợ mà, đúng không? Bao nhiêu máu mặt trận lắm, bao nhiêu chỗ, bà con chỗ này chỗ kia, có người ta nghe, có người ta chơi, người ta ồn ào.
phải làm sao tiếng hát ác tiếng nhậu, tiếng hát ác tiếng nhậu. Đang hát mà dưới kêu vô à, là phải thắng họ. Tôi nghe cái giọng bạn là tôi biết bạn là dạng giọng hát đang bị tổn thương dần. Cho nên á, tôi thương bạn lắm. Tôi nghe bạn hát á, tôi biết là ngày trẻ bạn hát rất là giống anh Hải. Tại vì có những cái lúc bạn đẩy lực ra trời nó giống khủng khiếp. Mà tôi cảm giác bạn yêu anh Hải. Bạn hát bạn tưởng tượng bạn là ảnh. Cái tay, cái chân, cái cách gồng của bạn, bạn bật chữ nó y chang. Chỉ vì là cái giọng bạn nó đã bị tổn thương rồi, cho nên những cái chữ nó thấp á, nó bị đục và nó bị rè, cho nên nó không có giống. Nhưng mà bạn lên cao cái là y chang ảnh. Và quan trọng là thần thái. Khi cầm cái mic lên, bước ra sân khấu, nhạc lên, phiêu liền. Đèn không rọi chuyện của mày, tao phiêu là chuyện của tao. Nó đã ghê sợ. Hát nghệ sĩ là phải như vậy. Và Phước Tân phải để ý, lưu ý điều đó. Nếu bạn muốn chiến thắng đối thủ của mình, tại vì bạn này được cái là có những đoạn không giống, nhưng mà đã giống thì rất giống. Rất giống. Và cho tôi năng lượng. Tôi nghe một cái bài tôi muốn nghe ông hát. Chúc mừng Trấn Hải. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Còn chị Minh Tuyết thì sao ạ? Thành nói hết rồi. Thành nói hết rồi. Trời ơi. Như trên. Lần sau mời tôi chót nha. Nhưng mà nhiều khi máu quá, cũng mắc nói quá. Tôi đâu có cần nói trước. Dạ. Lần sau phải mời tôi chót. Thật sự là nói như vậy là để mình không có bị lặp lại quá nhiều. Yes. Bạn Trấn Hải á, bạn là thần tượng Lý Hải lâu lắm. Và bạn có cái cơ hội để bạn thực tập trên sân khấu nhiều. Thì anh Lý Hải ảnh lên sân khấu ảnh rất là máu lửa. Cho nên á, mình nghĩ nếu mà bạn mà có cơ hội nha, mình không nói là bạn có hay không, bạn vô vòng trong, bạn sẽ bung lộ nhiều hơn. Vì anh Hải còn nhảy rất là nhiều nữa. Anh Hải ngày xưa đi show, nhất là đi tỉnh nha, ảnh lên ảnh nhảy kiểu Michael Jackson kiểu này nọ, người ta rất là thích. Và đó là cũng là một cái sở trường mạnh của anh Hải. Thì theo như mình thấy thì thể hình của bạn, phong cách của bạn, mọi thứ của bạn, sự máu lửa của bạn rất giống anh Hải. Là cái đó là cái điểm cộng rất lớn cho bạn. Còn về vấn đề hát, bạn này có nghiên cứu anh Hải nè, nên cái cách bạn hát rất giống anh Hải. Nhưng ngược lại, cái âm sắc của bạn á, cũng giống như là Trấn Thành nói, vì người ta vô bia nhiều quá cho nên nó bị tuột lằn hơi. Chinh chiến mưu sinh. Chinh chiến mưu sinh. Cho nên cái giọng của bạn ấy đôi lúc nó bị rè, hoặc là nó bị khàn, nó lên không tới. Hoặc là nhiều khi bạn hát nhiều quá, bạn lòi ra bạn. Bạn máu quá, bạn quên mất là bạn là anh Hải. Nhưng mà cái phát âm của bạn Phước Tân lại giống anh Hải hơn bạn Trấn Hải nha. Cái phát âm của Phước Tân rất là hay luôn. Tân thì đúng là cái phát âm của Tân giống, nhưng cái cách hát của Tân không giống anh Hải. Cái cách hát á, và phong cách của Tân hoàn toàn không giống anh Hải. Bạn hơi có vẻ thụ động. Anh Hải thì ảnh rất là năng động. Bạn không tạo cho người ta cái cảm giác bạn là anh Hải. Sau đó bạn hát thì cái giọng bạn giống, nhưng cái cách hát của bạn lại không giống. Nếu như mà bạn chỉnh chu trong cái cách hát của bạn một chút thì có thể là bạn sẽ nhỉnh hơn bạn Hải. Trấn Hải cũng phải coi lại cách nhả chữ bây giờ là nhả chữ của bạn không á, không có cái nhả chữ của Lý Hải nữa. Còn Phước Tân làm nhả chữ rất là giống Lý Hải. Chỉ là Tân đang chưa có cái máu lửa và cái cách mà lấy hơi của anh Hải thôi. Bạn hát bạn phải ra âm thanh nhiều hơn. Ví dụ nha. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, là hát bằng hơi. Còn nếu mà hát bằng âm thanh là không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Bạn thấy không? Âm thanh là cái chữ nó phải ra đúng cái chữ y như mình đang nói. Còn hơi là là nó chỉ có cái hơi phà ra thôi. Bạn là hơi phà ra nhiều quá, nhưng thiếu âm thanh. Hải có được điều đó rất là nhiều. Nên Tân vòng sau bạn muốn hay á, bạn phải bỏ lực vô trong cái cách hát của bạn nhiều thì mới ba độ lại được với bạn Trấn Hải. Hải thì ráng để ý cái cách nhả chữ. Nhưng mà phải check nha, phải check xem thử là với cái phương cách đó của anh Trấn Thành thì cái cấu tạo cổ họng của em nó sẽ phát ra cái âm thanh có giống hay không á. Tân có muốn làm thử không ngay bây giờ luôn bằng cái cách là hướng dẫn của anh Thành vừa rồi? Đoạn đầu nè, 2, 3, tặng Tân. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vô giấc bao đêm. Đó, nó được rồi đó, nhưng mà máu lửa, vậy thôi. Nói chung là có âm lượng hơn rồi đó. Là hai bạn cộng lại thành một. Đúng nghĩa là cộng hai bạn trộn lại thành một. Bạn Hải hát thử cho mình một câu thử coi. Ủa mà Trấn Hải là tên thiệt luôn à? Hay là... Chắc nghệ danh quá. Dạ, tên nghệ danh của anh. Nghệ danh thích anh Hải để đặt tên Trấn Vì Hải. Vì anh nghe rất là kiểu tứ đại thiên vương quá. Lý Hải, Trấn Hải. Đúng rồi.
Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỗ giấc bao đêm. Ngắm ngồi cõi mơ nghe như chơi với khi bao yêu đương ngúa màu. Đó thì khi bao yêu đương là cái cách hát của anh Hải. Anh Hải hát live vậy đó. Bạn nó ngắt luôn à, ngắt cái chữ ra luôn. Cái cách hát của bạn này nghiên cứu rất giống anh Hải. Và khi âm sắc phát ra mà sáng á thì mới giống. Thì bây giờ mình thử cái đoạn mà tông thấp hơn, thử xem bạn có rút kinh nghiệm được không. Thử đi. Mùa đông như vây kín kỷ niệm của đôi mình, lúc đã xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về dẫu nghe lòng, còn đó bao thiết tha. Đó, thiết tha là vô, mấy chữ đầu không vô. Dạ, cái lên cao có vẻ thuận lợi hơn đối với bạn. Sao bạn che cái mũi bạn chi vậy? Không, cái phải cái bạn style. Có che không? Kiểu cái style. Cái style. À, khoan cho mình hỏi là cái này là vì anh Hải làm hay sao? Dạ không, tại vì khi còn trẻ em có một lần té xe bị gãy xương hai ngón tay. À là cái tay của bạn bị gãy, dạ, cái xương nên... cho nên là nó không có được thẳng như bình thường. Dạ, em không có bám không... sát vào cái... Em không có bám sát vào cái mic, dạ, được đó hả? Phải như thế này. À. Tại vì nhiều khi em che như vậy cái âm thanh nó phát ra nó khác đó nha, hiểu không? Ví dụ giờ chị nói là 1, 2, mà chị 1, 2 âm thanh nó khác đó. Dạ nó cũng cách tí xíu à, em xử lý nó không có gần đến nghẹt à, chứ không nó nghe sẽ bị ngợp ngợp á. Không có, tại dạ, tôi dạ. thấy kia thì từ xa thì tự nó che chứ mà hả? Nó còn để... khúc à, còn khúc cái khoảng à? Cách à chị. À ok. À, anh Nam ơi, tụi em rất là muốn nghe ý kiến cá nhân của anh cũng như là động viên tinh thần cho hai bạn. Anh tìm một con đường đi. Đúng rồi. Đúng rồi, không mà công nhận này hát được nha. Lối đi riêng nè. Cũng ngân đấy. Thiệt sự là bài hát này là cũng một trong những tứ đại thiên vương hát mà. Rồi cover lại bằng nhạc Hoa lời Việt. Đó là anh Lưu Đức Hòa. Đó, và dĩ nhiên là những cái dòng nhạc của Hồng Kông thì luôn làm gọi là bao con tim rất là lưu luyến, xao xuyến. Và trong đó thì có rất nhiều những cái thế hệ những năm đó. Và trong đó có cả tôi cũng hát những cái bài như thế này cũng rất là nhiều. Có không? Liều thuốc cho trái tim cũng karaoke và cũng gân cổ có hát. Có không? Có không? Có hát. Làm đoạn anh ơi. Làm đoạn đi. Thôi nhưng mà bây giờ theo thời gian rồi anh cũng giống như là Trấn Hải á. Nó cũng hư cái cổ họng rồi. Anh làm gì? Em MC em nói của anh làm gì? Anh điều động sân khấu. À. Anh điều động mọi người ekip. Nhưng mà cũng hư giọng. Có một cái điều mà hai bạn đều có, đó là một cái nét gì đó mà nó chân chất mộc mạc miền Tây của anh Lý Hải á, thì hai bạn đều có. Anh thì thích Trấn Hải hơn vì Trấn Hải có thể là yêu thần tượng hơn, hoặc có thể là có nhiều thời gian để mà mình có thể trau dồi, đúng không, những cái động tác đó để mình hóa thân tay chân, rồi những cái đoạn mà phiêu lên á thì rất là giống anh Lý Hải. Mà anh có lưu ý, anh quan sát anh Lý Hải á, là ngay cả khi anh nhảy nha, hoặc là những cái biểu cảm của anh á, nó không phải là một cái người mà thực sự nghệ theo kiểu một cái anh chàng đào hoa, mà nó có một cái gì đó nó vẫn khô khô, nó gai góc và nó mộc mạc ở trong đó, cho nên nhìn trai thấy quê. Nó rất là dễ thương. Trai quê. Đó, đúng. Anh Hải là dạng như là style Võ Tòng á, người đàn ông cứng đúng. Cáp. Đúng. Nó chân thật. Đó, tôi thẳng như ruột ngựa, nghĩ sao làm vậy. Đó, đúng. Style đó là style anh Hải. Là trong những cái phát âm thì Thành đã nói, còn trong những bước nhảy của ảnh thì chúng ta vẫn thấy những cái điều như vậy. Rất là thú vị. Thì Trấn Hải hoàn toàn là hóa thân về mặt hình thái và những cái biểu cảm. Về Phước Tân thì chưa bằng, chưa có nhiều những cái hóa thân như vậy. Tuy nhiên thì về giọng hát em cũng là một cái lợi thế về cái voice, cái màu giọng. Lúc mà đầu á, thì anh có cảm giác là anh có cảm tình với Phước Tân nhiều hơn về giọng hát đó. Vì giọng hát của Phước Tân thì nó có một cái độ đông đầy và nó có một cái độ, cái lực trong đó. Anh thích Phước Tân nhiều hơn. Nhưng mà trong tiết mục này thì anh lại thích Trấn Hải, bởi vì Trấn Hải có tổng hòa nhiều thứ khác để mà bù đắp vào cái giọng hát của mình nữa. Hai người win-win đúng không? Bây giờ chỉ chờ cái bài đơn thôi. Chính xác. Để mà cảm thấy ai nổi bật ra. Cho nên các bạn phải cố gắng, tự tin vào. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và thôi thì hãy cho hai thí sinh của chúng ta một tuần để có thể là tổng hợp lại những ý kiến này và tỏa sáng nhiều hơn trong vòng thi đấu cuối cùng mang tên gọi là Biến Hóa nhé. Một tràng pháo tay cảm ơn và chúc mừng các bạn một lần nữa. Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang, tay chẳng cùng nhau dệt mộng vàng, hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước
cặp áo thiếu hoa khôi bé bàng. Với nàng hai đứa liền yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng thiêu cành hoa mai. Tôi vốn nghèo em cũng chẳng cao sang, tay chân cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đợi châu bao, chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đó dây đất lìa đàng, chưa vui đã sầu chia phôi, vơi đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi. Tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông reo, quá là thương khi nắng ngả về chiều, nhìn đôi áo tôi thương về dì vàng, như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. Ngờ đó dây đất lìa đàng, nụ hoa chưa thắm vội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi. Tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông reo, thương quá là thương khi nắng đã về chiều, nhìn đôi áo tôi thương về dì vàng, như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng.
nhiên đổi áo, tôi thương về gì vắng, như vẫn còn chờ thấy em mặc lễ tơ. Trước tiên là tôi muốn khen hai người đều là hai người rất là dũng cảm. Là tại vì đứng trước một cái con mannequin có thể hát rộn vẹn bài hát thì đó là một sự dũng cảm. Mà còn nhìn mannequin để biểu diễn nữa. Trời ơi, ông Trường Vũ nắm tay tôi hú hồn. Ông Sĩ ông nắm cái tay tôi sợ muốn chết. Cho nên vỗ cái mặt bao nhiêu nè. Vỗ tay ủng hộ tinh thần nhé. Vỗ tay. Văn Sĩ văn thật. Và báo nhẹ một tin chấn động. Chết. Báo một tin chấn động. Là ông này hát có cái để chiến đấu dòng kiếm. Hay quá. Có đồ chơi. Văn Sĩ. Nếu mà nói cái anh kia là Trường Vũ hát live và Trường Vũ today thì bác sĩ của chúng ta là Trường Vũ Thu Voi, Thu Audio và Trường Vũ Yesterday. Wow. Hồi xưa anh Vũ là hát như vậy nè. Gần đây càng ngày ảnh càng tỉnh lược lại cái cách hát ảnh, đơn giản hơn, bớt đại chữ hơn và rõ hơn. Đó là gần đây anh Vũ giống như kiểu người ta nói gừng càng già càng cay ấy, là người ta trải đời nhiều hơn, cái độ thấm cuộc đời trong anh Vũ nhiều hơn, nên anh Vũ hát gãy gọn hơn và sâu hơn. Nhưng mà nói vậy không nghĩa anh này anh hát không sâu, nhưng mà tại vì ảnh bắt chước cái style của anh Vũ khi thu âm. Dạ. Yeah. À, còn cái anh kia anh hát theo cái style của anh Vũ khi hát live ở sân khấu. Đó. Nhưng mà cái cách anh này anh nhả chữ nhiều, cái chữ nó giống khủng khiếp. Dạ, em cảm ơn anh Thành. Còn về phía anh Ba Ngọc Sơn sao anh Thành? Anh này anh có một cái lợi thế là cái gương mặt ảnh khi hát là nó giống anh Ba khủng khiếp. Nhìn vô là biết anh Ba liền. Thế nhưng có một cái khuyết điểm cho bạn này là bạn này không tự tin lắm. Thì bạn quá tập trung cái khẩu hình bắt chước anh Ba, cho nên cái phát âm bạn có vấn đề. Anh Ba đó thì cũng có những cái lúc anh sẽ phát âm là ngờ đâu dây đứt lìa cành không. À, thì người ta là không. Còn anh Ba là không. À, nó hơi ngang ngang. Mở ngang. Nhưng ảnh đóng cái chữ ạ. Chính xác. Anh ngang ngay lúc đầu nhưng mà cái cuối anh đóng cái chữ à nha. Anh Ba hát phát âm rất là chuẩn nha. À. Anh Ba hát là ngờ đơ đơ nhưng mà vẫn có cái chữ U ở đằng sau nha. Đúng rồi. Dây đứt lìa đà, đàn. Nhưng mà nó vẫn là đàn. Nó vẫn có cái chữ N. Còn bạn là ngờ đơ dây đứt lìa đà. Đúng rồi đó. Không giống anh Ba nhiều nhưng mà cái âm sắc bạn bắt trước á thì có. Cho nên nếu mà bạn để ý cái chỗ đó một chút xíu, bạn phải để ý. Ví dụ như là ngờ đơ là cái cuối cùng là U, phải không? Dây đứt. Đứt là cái lưỡi bạn phải chập lên cái nướu trên. Dây đứt lìa đàn. Đàn. Lưỡi phải chập môi lại để đóng cái chữ N lại. Phải để ý mấy cái đó. Cái thứ hai, anh Ba là chữ cuối là ngân, là phải rung. Anh Ba không có ngân thẳng. Nhưng Ba ngân là yeah. Bây giờ em ơi, ơi, à. Hay quá ha, cái tay là rung được cái người rung luôn. Nói bây giờ em ơi. Là anh Ba là hay vậy. Đó. Hay quá, hay quá. Chứ không phải là bây giờ em ơi. Không có ngừng cái anh Ba là ơi. Đó. Không, nghe cái ơi này là bây giờ của anh Ba, ngày xưa anh Ba không có dạy. Không thì đúng, nhưng mà ý là nó là mình đã thi mà. Giống ứng chút xíu. Kiếm cái gì đó nó thú vị hơn, tùy bạn chọn thôi. Mình không bắt lỗi bây nhưng bây giờ bạn hát lại mà bạn gọn chữ lại chút xíu cho mình được không? Để xem thử xem sao. Ngờ đâu dây đứt lìa đàn. Đó. Nụ hoa chưa thấm vội tàn. Đó. Chưa vui đã sầu chia phôi. Vội đi bỏ đôi áo mới.
ai mặc bây giờ em ơi. Đó, hay mà. Để nghe nó đỡ hơn. Rồi, hay. Vỗ tay, dạ. Thế mới có ba giám khảo Thị Phạm giúp các bạn thí sinh học được nhanh hơn. Anh Nam, mời anh chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Cái ý tưởng mà dàn dựng thì đúng là cái MV của anh Trường Vũ là có tới hai cô mannequin nặng mặc hai cái chiếc áo, thì tượng trưng cho giống như trong cái lời bài hát là có hai cái chiếc áo cưới mà cái cô gái với chàng trai từ cái thuở gọi là hàng vi, gọi là thề non hẹn biển với nhau, nhưng mà cuối cùng cũng không thể nào mà thực hiện được cái lời hứa đó. Cuối cùng thì cô gái cũng ra đi và để lại một cái lời ước thề và dở dang. Có thể là cái ánh mắt của cổ sau khi đau đớn vì cái nỗi đau đó, cho nên là cổ cũng cái gương mặt cổ không thể nào mà cổ vui vẻ hơn được. Có thể lý giải điều đó, nhưng mà cũng khá khen cho hai thí sinh chúng ta nhìn cô mannequin nhưng mà vẫn tưởng tượng người yêu cũ. Cái cô mannequin đó cái mặt cổ buồn là do khi mà anh mua đó, anh mua lúc on sale. Không phải. Thật sự là cũng phải nói luôn là để quý vị khán giả thương, là cái mùa Covid vừa qua, 2 năm vừa rồi á, thiệt sự là nghệ sĩ tụi tôi rất là cực khổ, ekip sản xuất cũng vậy. Dạ. Và đó đáng ra là phải hai cô mannequin mà chỉ có cuối cùng còn là phải cắt còn một cô. Quý vị thấy không? Người ta là chỉ có cắt lương hay là cắt bớt nghệ sĩ trong chương trình, bây giờ mannequin mà còn bị cắt. Cái gì cái cục của tôi trước kia, trước đây tôi còn bị cắt nữa kìa. Đây, đáng ra nhà may là phải may đủ hai cái ve mà hôm nay là chỉ đủ trả tiền trả một cái ve thôi. Bình thường là mấy mùa trước á, tới giờ này là được mời Yến ăn rồi. Đó. Bây giờ có được gì bây đâu. Bây giờ mũ chôm cũng có. Từ đó mà Yến. Thiệt sự ơi, là cái mùa vừa rồi á là nghệ sĩ rất là khổ cực. Chỉ có nhà hàng của Trấn Thành là khách vẫn nườm nượp. Đó, bởi vậy. Đề nghị Cam quay cận vào cái hột xoàn lấp lánh kia. Cái này mua trước dịch. Mắc dịch là hết mua rồi. Cái cô mannequin đó tại sao cô buồn? Cái mặt cổ là mặt đại diện cho nghệ sĩ trong mùa dịch đó. Dạ. Mình bàn lại về chương trình đi. Tiết mục tứ ca gọi là chưa biết mèo nào cắn miễu nào cả. Mới mở màn thì đôi khi mình sẽ có một cái phút giây sao nhãng, nhưng mà sang tiết mục này thì đã thấy anh văn sĩ có phần tự tin hơn và đã gọi là khẳng định mình rõ ràng hơn. Em xin rút lại cái lời lúc đầu á về anh. Với em ấy thì em nghĩ là giọng hát của anh có độ vang chứ không phải là không. Anh bắt chước anh Vũ rất là giống. Nhưng mà giống ở trong cái thời anh Vũ mới bắt đầu đi hát á. Anh hát CD. Nhưng mà sau này ấy, anh Vũ anh từng trải nhiều hơn và anh có kinh nghiệm nhiều hơn. Thì anh bắt đầu chia câu ngắt chữ nhiều hơn và anh nức nở nhiều hơn. Nếu anh muốn mà người ta nghe, mà người ta cảm nhận được là anh là anh Vũ ngay lập tức, thì anh dùng cái ngày xưa của anh Vũ cộng thêm một chút nức nở của anh Vũ bây giờ thì anh sẽ ra anh Vũ của ngày em rồi. Một tràng pháo tay cho Nhật Quân. Dạ. Xin được chúc mừng cho Quân đã mở đầu cho cái đêm thi tối ngày hôm nay có vẻ như hơi hồi hộp phải không? Mình diễn xong rồi nè, hôm nay đứng cao hơn bình thường. Mình thấy sao với tiết mục đầu tư trong một tuần vừa qua như thế này? Đây là tiết mục mà em rất là thích, mang một cái phong cách rất là riêng của anh Phúc. Và em cũng rất may mắn được chọn cái ca khúc này để thể hiện. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nhé. Mời giám khảo Trấn Thành ạ. Hơi tiếc chút xíu thôi. Tiếc. Cái đoạn cuối đáng lẽ là phải vô, phải bỏ một nhịp. Dạ. Thì ổng vô ổng nhanh quá, máu quá mà. Nhưng mà thôi kệ, tôi đã nói rồi, đã yêu thương thôi kệ bỏ qua. Nhưng chỉ có trách là một điều là hát phải tập trung. Dạ. Đang cái đoạn đầu múa lân sư đồng là tôi thấy khoái rồi. Tay chân rồi đó, sống đồ. Trời, tôi đang mê cái đoạn đó, tôi đang mê. Tôi nói trời ơi, bữa nay ăn nhầm cái chất gì mà múa quá trời múa. Ăn mắm, ăn mắm.
Nó có thể là không phải là tiêu chuẩn múa đẹp gì đó, nhưng cưng, hăng say, đúng, cố gắng, nhiệt huyết nồng nàn, chân ái. Ok, đang đẹp nha. Ừ, đẩy vô, ừ, trật nhịp. Giận, buồn, dễ sợ. Nhưng mà nói nào ngay, nếu như mà mình không khắt khe, mình thông cảm cho cái đoạn ghi một chút xíu thì thôi, đáng lẽ gọi là hay lắm đó. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Lần sau múa thì múa nhớ nhịp. Dạ. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Chị đang gợi nhớ là cái cảm giác mà khi người khác bắt chước chị trên sân khấu. Chị không biết ông Phúc coi có nhột giống chị. Nhưng mà chắc chắn Phúc sẽ không múa cỡ này. Nói nghe nè, tuy rằng là giám khảo khen bạn về vấn đề là bạn bắt chước những cái đặc trưng của Phúc, nhưng mà cái gì á mình cũng phải kiểm soát được nó. Nói chung là cái gì cũng phải vừa phải, nêm nhiều quá, mặn quá cũng không được, lạt quá cũng không xong. Thì hôm nay bạn hơi bị mặn. Dạ, có nghĩa là bạn làm động tác quá nhiều mỗi từng câu hát, cho nên bạn bị phân tâm bởi vì những cái hành động như thế. Dạ. Rồi nó sẽ ảnh hưởng đến cái giọng của mình nữa. Ví dụ như là bạn có thêm một cái động tác mà bạn hát mạnh quá, bạn đưa cái tay như vậy nè, thì cái microphone nó cũng nhúc nhích theo. Tại vì bạn không biết cách, người ta đưa bằng cái phần này, bạn đưa luôn cả cái cánh tay luôn, thì nó nhúc nhích luôn cái microphone. Nó cũng là ảnh hưởng đến cái sound, cái vocal của mình. Yeah. Đó là những cái mình phải nên để ý một chút. Mình lâu lâu mình nhả một cái chiêu của anh Phúc ra. Và thường thường á, người ta hay múa hay là biểu diễn nhiều trong những lúc mà mình không hát, thì nó an toàn nhất. Vì mình hát á, mà mình nhảy nhót nhiều quá, cái vocal mình nó sẽ không có được chuẩn. Tiết chế lại cái đó tí. Cho tôi xin chia sẻ điều này. Cái comment này của giám khảo Minh Tuyết là sẽ đúng với những thí sinh khác, nhưng riêng với thí sinh này thì tôi xin là không nên nghe theo. Một là say mê bất chấp, hai mà kêu giữ kẻ là không say mê nữa, thì ông này nằm ở cái khuôn đó. Tôi thà ông say mê bất chấp còn hơn ông nghe rồi ông ghìm ghìm lại giống như mấy ngày đầu tập đầu là tôi điên nữa, điên nữa. Bởi vì ông từ một cái người không tự tin, tôi đang ráng tôi kêu tự tin lên để rồi say mê là cái dòng lần trước là ngon rồi. Lần này là tại vì cái vụ cánh gà chiên nước mắm đẩy cao quá. Yeah. Thì nó hụt một hai chữ, đúng chưa? Lo múa lân quá rồi quên cái nhịp. Cái em cần duy nhất là tập trung vậy thôi. Có nghĩa là em múa kiểu gì múa, em ráng tập trung để em đựng sang nhịp, vậy thôi là đủ rồi. Dạ anh. Ý là say mê thì không giảm, nhưng mà theo anh có một cái từ gọi là tiết chế cảm xúc á. Dạ. Kiểm soát. Tức là kiểm soát á. Kiểm soát có, một có nghĩa là những thí sinh khác, vì sao chúng tôi hay nhận xét là em đang thiếu cảm xúc, phải nhiều cảm xúc hơn, đông đầy hơn. Nhưng riêng em là em đang bị gọi là lấn át luôn. Giống như tập lần trước á, tuần trước em nhớ không, lúc em ngồi bên thành giường, em đau khổ vì con người yêu ngồi bên cạnh, và em switch vào lời sớm luôn, em nhớ không? Dạ. Em đưa mic lên em định hát, sau đó em vẫn stop lại được. Đó là do lúc đó mình đang miên man trong những cái cảm xúc đó, và mình không có đủ tỉnh táo để mà có thể kiểm soát được là lúc nào vào cái câu tiếp theo. Dạ. Thì đó là cái ý của cô Minh Tuyết. Chứ còn nếu mà say mê đúng hay là rồi, gọi là mê mẩn hay là đông đầy trong những cái cảm xúc này kia thì dĩ nhiên là có là trong cần. Đó em phải có sự kiểm soát. Dạ, bởi vì em là một người chị để ý nhịp em không vững. Dạ. Thứ nhất, thứ hai em hăng say quá em hụt hơi. Cái gì mà em đi về đâu, rồi người kia đi về đâu, rồi cái tay này đi bên đây, nó lia lịa. Chị không kịp nhìn em luôn mà. Dạ, chị, nhiều khi rồi chị suy nghĩ lại, ủa Phúc có lia lịa như vậy không ta? Dạ. Em cứ lắng nghe hết tất cả ý kiến của giám khảo, rồi mình lọc lựa cho bản thân mình. Cái gì lọc lựa? Lọc lựa. Lọc lựa. Lọc lựa, lựa, lọc lựa lại cho bản thân mình. Chắc lọc lựa nó khác cái lọc lựa chứ. Là cái nào mình nên giữ và cái nào mình nên bỏ. Không, mà cái tiết mục này á, là sao y bản chính một cái tiết mục của Ân Hồn Phúc, và cũng y chang như vậy. Đáng lẽ hay lắm đó anh. Anh cho cái vụ cái màn múa bóng rồi tuột cái màn xuống là đáng lẽ là hay lắm. Không có dính cái vụ nhịp cuối là ngon rồi. Nãy giờ lắng nghe xong rồi em có hiểu gì không Quân? Dạ có. Cái cảm xúc của con người nó sẽ dâng trào theo cái nhiệt huyết, cái không gian. Đúng rồi. Em cần phải điều khiển lại cái cảm xúc của mình. Đúng rồi. Cái thời điểm đúng rồi. Để cho nó cân bằng giữa cái nhịp điệu, cái giọng hát và cũng như là cái tiết chế, để cho cái người xem người ta cảm nhận được, giám khảo xem được anh ấy đang làm cái gì. Đó. Dạ, em vỗ tay. Hiểu rồi. Nhớ, có nghĩa là đừng có bớt năng lượng đi. Dạ. Chỉ là kiểm soát nó thôi. Không, mà phần trả lời vừa rồi là em được cộng thêm điểm ứng xử đó. Cảm ơn chị. Một giám khảo hoa hậu cho hay. Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường,
lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu. Một tình yêu xa băng yêu đơn phương mình tôi. Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa thật xa, giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng sáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em, tình yêu trong mơ của anh thơ mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắp xe mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau. Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng chưa qua vẫn còn đây. Biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa, giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em, tình yêu trong mơ của anh thơ mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắp say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa, giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em, tình yêu trong mơ của anh thơ mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắp say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau. Vâng ạ, và đây chính là Duy Phan hóa thân thành ca sĩ Tuấn Hưng trong ca khúc Vẫn Nhớ vừa rồi. Xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Thôi để cho cô Minh Tuyết phát biểu trước đi. Dạ vâng. Vì cô Minh Tuyết có ấn tượng tốt với lại những đồng nghiệp nam có vẻ ngoài điển trai và nam tính. Dạ xin mời chị. Có phải là Duy Phan ở bên ngoài cũng hát giọng anh Tuấn Hưng và bạn diễn như anh Tuấn Hưng đúng không? Thực ra cho giọng của em nó là thế rồi. Thấm trong máu rồi. Thấm trong máu rồi. Thì đó là một cái điều bất lợi của em trong những chương trình khác. Nhưng trong chương trình này nó là một cái điều thuận lợi của em. Bởi vì nó là ca sĩ thần tượng. Khi nó càng thấm trong máu thì có nghĩa là cái độ giống của em á với anh Tuấn Hưng là có. Chị đang khen em đấy, chứ không phải chị chê. Hiểu không? À, hiểu chưa? Nãy giờ phụ nữ nói chuyện em thấy em lo không? Lo thật, em toán mồ hôi. Em nhớ nha, né xa phụ nữ đẹp ra.
Với chị ấy thì chị thấy cách nhả chữ, cách phát âm, cái khẩu hình ấy cũng giống anh Tuấn Hưng. Cái động tác, tất cả mọi thứ của em rất giống anh Hưng. Thậm chí nha, nếu mà chị nhìn từ đây lên nè, với cái mái tóc này nữa, rồi nhìn em hát nghiêng nghiêng một bên rất là giống Hưng luôn. Chị có một điều chị muốn góp ý cho em như thế này. Khi mà em hát cao á, đúng là Hưng á, khi Hưng hát cao á, những cái câu mà Hưng bực mạnh á, Hưng hay kéo cái microphone ra. Khẩu hình của Hưng nó hơi nghiêng qua một bên như thế này. Bởi vì giọng Hưng rất mạnh, cho nên dù cho Hưng có kéo microphone ra một tí như thế này vẫn nghe được. Nhưng mà khi em không đủ cái độ mạnh, cái lực như Hưng á, khi em để cái microphone ra đây, vì cái lực em không đủ, không nghe rõ. Còn về tất cả mọi thứ á, thì chị thấy em phải nói là giống Hưng rất là nhiều. Chỉ là chị cần cái độ mạnh, độ sáng của Hưng, cái độ máu lửa của Hưng thêm một tí xíu nữa thì nó sẽ rất là ok. Duy Phan cũng là một bước tiến. Bước tiến, vâng. Anh thấy cũng khá là quý ông lịch lãm. Anh cũng hài lòng về cái phần trình diễn này của Duy Phan. Vì cái tiết mục của em cũng khá là tròn trịa. Cái dấu ấn của anh Tuấn Hưng rất là rõ ràng. Anh chỉ có lưu ý em một chỗ, đó là mình diễn trên sân khấu thì do là cái bối cảnh sân khấu này giống như là đang dựng ở một cái đường phố dựng theo trong cái MV của anh Tuấn Hưng á. Cho nên là em xuất hiện ra đó, mà để mà mình ngồi đến trên cái chiếc ghế đó, mình không cần phải nhún nhảy một cách cường điệu như vậy rồi mình mới ngồi vào chiếc ghế. Em cứ là một Tuấn Hưng đang dạo những cái bước lãng du trên đường và ngồi xuống trên cái ghế đó. Một cái sân khấu ước lệ thì em lưu ý cái điều này thì nó sẽ tốt hơn cho từng cái mạch cảm xúc, từng cái bước di chuyển của mình. Cho Tuyết xin góp ý thêm một chút xíu. Tuyết cảm giác bạn vẫn còn nằm trong cái vòng hơi khá an toàn ấy nhỉ? Vì sao? Vì khi bạn hát, bạn không bắn năng lượng cho người khác. Thiếu bạn cái năng lượng. Bạn không tự tin. Cho nên bạn gói ghém cái điều bạn đang làm một cách rụt rè. Mặc dù là bạn hát hầu như là khá hoàn chỉnh, nhưng mà nó có vài điểm sau đây. Cái thứ nhất là về cái độ tự tin ha. Bạn phải tự tin hơn. Anh Tuấn Hưng là ra là chỉ là sẽ bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Là đã chỉ ai là nhìn thẳng cái người đó luôn. Phải tin cái người phụ nữ mà mình đang muốn nói là mình đang chinh phục cổ. Em phải có cái niềm tin đó của anh Hưng, tại vì ảnh đã đàn ông lắm. Cái thứ hai, em hát em phải cắn chữ nhiều hơn. Anh Hưng anh hát là anh ém cái hơi xuống để anh đẩy chữ ra. Em hát hai câu đầu thử đi nào. Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Đó, thế nào nè. Bước đi trên đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Là hai chữ nó nối nhau đi. Bạn hiểu không? Chữ này đẩy chữ kia. Nàng đẹp tự ánh sáng như hoa hướng dương, hướng dương. Công cái chữ ư ơ ngờ ương hơn. Hướng dương. Hát đừng sợ. Sợ là nó không hay. Trong khi bạn là người đã có lực rồi, cho nên bạn phải tin vào bản thân mình. Xin được cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng cho Duy Phan đã hoàn thành xong phần thi của mình ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng. Anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình anh. À. Đừng vội xa em ơi khi
tình yêu luôn còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa, và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân đêm qua, đừng có nỗi tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang, miên gắt chắc mình anh. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình anh. À. Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa, và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân đêm qua, đừng có nỗi tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang, miên cát trắng mình anh. Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa, và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chỉ xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua, đừng có nỗi tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang, miên cát trắng mình ai. Mình anh lang thang, miên cát trắng mình. Đó chính là Quốc Anh. Nhớ là hồi xưa là karaoke là coi như là em luôn luôn chọn bài nào để em hát. Và ký ức tuổi thơ len lén trốn học hè rồi đi hát karaoke ùa về với Minh Sù lắm. Thế không biết là ngày hôm nay khi mà Quốc Anh hát xong bài này thì có phải là miền ký ức của chính bạn hay không? Dạ thực sự thì khi mà em muốn hát bên ca bài này là em đã xem bài này là rất nhiều. Và em xem từng cái cử chỉ của anh Vinh như thế nào, rồi cả cái cách nhuộm tóc như thế nào. Em còn xin bạn make up, anh bạn ơi cho mình xin một cái miếng vàng vàng giống như hồi đó. Anh Vinh đã là một cái tuổi thơ rất là lớn đối với Quốc Anh, là khi những cái năm thấy đi học cấp 1, cấp 2 là Quốc Anh đã rất là hâm mộ anh Vinh rồi. Cho nên là không thể nào mà Quốc Anh quên được. Đó là một cái tấm gương lớn để Quốc Anh theo cho tới giờ. Cảm ơn Quốc Anh rất là nhiều. Chị Minh Tuyết sao ạ? Cảm xúc của chị như thế nào với phần trình bày hóa thân của Quốc Anh ạ? Với chị thì trong bài hát này thì nếu nói là em hát giống Vinh 100% thì chưa tới. Cái âm sắc của Vinh á, nghe nó hơi kim nhưng mà nó lại có cái khàn ở trong đó. Nhất là ở những cái nốt cao. Nhưng mà Vinh hát nghe vẫn rất là sáng. Còn em Tuyết, hát nó vẫn cứ bị tù ở bên trong. Hình như là giống như hơi cảm cảm phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên nghe cái giọng của em nó hơi bị lẫn.
dưới tiếng nhạc. Chị hy vọng khi em hát, ráng thoát cái làn hơi của mình ra ngoài một chút xíu, bật cái âm sắc nó sáng ra một chút xíu. Những cái ngân đuôi rất là nhẹ của Vinh, em cũng có nữa. Nó có cái của Vinh nhưng nó đều bị mờ nhạt, nó không được tô đậm nét lên. Và chị hy vọng rằng là em cố gắng tô đậm nó lên một chút xíu thì nó mới đúng là Quang Vinh. Dạ, xin được cảm ơn chị Tuyết. Giám khảo Hoa Nhật Nam, mời anh tiếp lời ạ. Nói một chút về cái ca khúc này. Là một cái ca khúc mà ban đầu là anh nhạc sĩ Lê Quang gọi là Donny đóng giày cho Quang Vinh vào năm 21 tuổi. Quang Vinh sau đó là có một cái lời từ chối rất là thẳng thừng rằng là chú ơi, cái bài này nó không hợp với con. Và sau đó thì anh Lê Quang phải nhiều lần thuyết phục thì Quang Vinh mới thu cái ca khúc này. Và sau đó thì nó đạt được rất nhiều những cái giải thưởng và trở thành một ca khúc hit mà đi đâu người ta cũng nghe. Và karaoke nào cũng bật bài này để hát cả. Đó thì là một cái câu chuyện cũng khá là thú vị. Đúng là ca khúc trước với ca khúc này là hai màu sắc khác nhau. Em cũng đã gọi là nhập tâm vào hơn, đặt mình vào trong một cái khung cảnh hát trước biển, nắng gió và một cái bãi cát, bãi đá vậy và cũng thả hồn. Đó thì anh cũng cảm thấy là em có một cái gọi là cái sự nhẹ nhàng trong tâm hồn rồi trong cái giọng hát để mà có thể chuyển tải được cái bài hát này. Chất giọng thì giống rồi, tuy nhiên là nghe thì nó cũng mang mát và nó hao hao, nhưng mà để cho nó thực sự sắc nét hơn, để thực sự là thuyết phục, là tin 100% Quang Vinh đang ở đó thì chưa đạt được điều đó. Tuy nhiên anh nghĩ là cái chất giọng của em có cũng là một cái điều quý khi mà đến với cái sân chơi này. Nếu như em được lọt vào vòng tiếp theo thì anh cũng sẽ muốn lắng nghe những bài hát tươi sáng của Quang Vinh. Cảm ơn giám khảo Hoa Nhật Nam. Dạ, và tiếp nối mời giám khảo Trấn Thành đi ạ. Như Tuyết nói rất đúng là cái voice của em mặc dù rất là giống Vinh nha, nhưng mà em hát không thoáng bằng Vinh, cho nên nó không có cái độ sáng. Vinh hát có cái độ vang nhiều hơn, nhưng cái đó không phải là lỗi của em. Có một cái điều mà anh Thành muốn khen ngợi em là em hát rất là tốt. Anh thấy anh rất tiếc ở cái trường hợp của em. Nửa bài đầu em hát không giống lắm. Từ lúc em bỏ cục đá, em ra em bắt ghẹ ngoài biển thì lúc đó anh thấy em giống Vinh nhiều hơn. Lúc đó có cái trình diễn hơn, nhưng mà điều đó nó cũng không làm anh cảm thấy em giống Vinh 100%. Tóm lại Thành rút lại là mình có một cái lời khuyên gì cho bạn ấy. Ví dụ nếu bạn ấy vào vòng trong, em phải nên chọn cái thứ nhất là một bài nào của Vinh mà nó có kèm trình diễn. Cái thứ hai là phải lấy giọng Quang Vinh hát nhạc của người khác thì mới có cái chấm. Tôi cho bạn cái đề luôn. Cho đề luôn. Em gái mưa. Dạ. Yeah. Rồi cái bài đó dễ thuộc nhất trên đời đó. Dạ yeah, rồi. Bạn hát thử ba cái bài đó bằng giọng Quang Vinh coi. Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim đồn ràng bởi ánh nhìn. Tình cảm dành mưa thấm lâu, anh nào ngờ. Cái chữ anh em luyến giống Vinh ấy. Đấy, cái kiểu nó là vậy, bạn hiểu không? Chứ bây giờ bạn mà hát mọi thứ nó y chang thì nó lại không có cái đất để mình thi đấu với họ. Họ là những chiến mã trong cuộc thi. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều với sự góp ý này dành cho bạn. Nhờ cái bài của bạn mà tôi suy nghĩ về bạn nhé. Yeah. Dạ, một tràng hô tay chúc mừng Quốc Anh. Thoáng hương xưa cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt. Anh ở đâu
Bình Nguyên đã còn xúc động quá phải không? Rồi xuống đây nào. Thế không biết cảm xúc của bạn như thế nào mà lại có những giọt nước mắt rưng rưng ở đoạn cuối như thế này nhỉ? Thật sự rằng là qua cái ca khúc này, nhờ sự truyền tải của cố danh ca Thái Thanh mà đã chạm đến trái tim của em qua những cái biến cố trong cuộc sống và những cái sóng gió trong cuộc đời, nó làm chạm đến trái tim của em. Vâng. Yeah. Đôi khi một tác phẩm nào đó cũng sẽ có cái ký ức riêng của bản thân mình đúng không? Và ngày hôm nay bạn đã lựa chọn cho đêm thi bán kết. Giám khảo Trấn Thành xin được mời anh chia sẻ cảm xúc riêng của mình trước ạ. Cô Thái Thanh khi thu âm bài này không hát như vậy. Đó là Thái Thanh lúc trẻ, không chia nhịp kiểu này luôn. Tôi thì tôi chưa được nghe version này live của cô ở những thời gian khi cô đã lớn tuổi rồi. Cách em xử lý nó hơi nhựa một tí. Có nghĩa là em gãy gọn hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ hay. Vẫn có cách nhả chữ, vẫn có những cách phát âm, thậm chí vẫn có một số cách lấy nhịp là của cô. Cô hát cô cũng hay lơi, cô bỏ nhịp đầu để cô đuổi theo cái đoạn sau. Đôi khi nó gọn lại một chút, có đoạn nó được bẻ cong để rồi dứt khoát. Bẻ cong để rồi dứt khoát thì nó hay hơn là cả một đoạn mình cứ uốn lượn như thế này. Anh không nghĩ là cô sẽ hát theo kiểu đó. Đây là một tác phẩm khó, rất khó để thể hiện. Nó ác cho bạn này chỗ gì nè. Tại vì bạn là nam giả nữ thì bạn hát mấy bài kia, cái quãng nó không có lên xuống liên tục thì ít ra nó đỡ cho bạn. Nó nằm ở cái quãng trên, bạn giả thanh hết thì nó dễ hát. Nó làm cho nó, cái bài nó không quá mượt. Nhưng mà hát được như bạn này nha, đã là một cái gì đó đáng nể rồi. Thực sự nam mà hát được như vậy là quá giỏi. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Minh Tuyết ạ, xin mời chị. Nếu mà mình nói là một chương trình thi ca nhạc thì mình nghĩ là bạn hát rất là tốt, rất là hay, rất là chuẩn. Nhưng mà đây là một cái chương trình là thi
ca sĩ thần tượng, có nghĩa là mình cần cái sự giống của thần tượng của mình càng nhiều càng tốt. Trong những cái bài hát trước là những cái bài hát nó kỹ thuật và phô trương giọng hát rất là nhiều, nó không bị thể hiện cái tình cảm nhiều trong cái lời ca tiếng hát, cho nên mình có thể nhấn nhá ở những cái signature của cô. Nhưng mà cái bài hát này là một cái bài hát tình ca, nó rất là tình cảm. Khi Tuyết nghe cô Thái Thanh hát trong băng đĩa đó thì Tuyết thấy cô hát rất nhẹ nhàng, rất là đơn giản, không ủy mị, nhưng mà cô hát tự sự rất nhiều. Cô không rung trong câu chữ nhiều, cô chỉ rung cái đuôi thôi. Tuy rằng là cô không hát đều nhịp, có chữ kéo, có chữ không, nhưng nó không có phải ủy mị quá trong từng mỗi câu chữ, hoặc là cái nức nở nhiều quá. Cô không có cái đó trong bài hát này. Khi mà mình đặt cái nghĩa, cái từ của nó trong đầu của mình ấy, mình hát như nói, mình hát như cái nghĩa của nó, thì tự động mình sẽ xử lý theo đúng. Hồi thì dài, hồi thì ngắn, hồi thì trầm, hồi thì bổng. Tôi nghĩ là bạn dư sức làm cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi đôi lúc mình quên nó đi, mình cứ lo tập trung vào những cái đặc trưng của cô mà mình quên đi cái hồn của nó vẫn là cái chính. Xin được mời giám khảo Hòa Nhật Nam, ý kiến của anh ạ. Đó là sự phân tích về mặt kỹ thuật hát. Còn đối với riêng anh thì anh cảm nhận hồn của cô Thái Thanh ở đâu trong tiết mục này. Dĩ nhiên là bỏ qua cái thử thách đối với Bình Nguyên, vì cả nhân dáng em là một người con trai mà hóa thân thành một phụ nữ luống tuổi nữa, nó có muôn vàn những trở ngại. Và khuôn mặt của em là một khuôn mặt chữ điền nữa, cho nên thực sự là cũng khó khăn về mặt hóa trang. Nhưng dưới cái làn đèn ngược đó, và em nghiêng cái mái đầu và vẫn diễn từ cái intro cho đến cái gian tấu. Trong cái đoạn gian tấu anh rất thích là em di chuyển nhẹ nhàng trên cái đôi giày cao gót đó mà không có cảm giác là em đang bước đi. Có cảm giác giống như cái bục đó nó đang xoay nhẹ, em đang xoay quay cuồng trong những cái nỗi đau của mình á. Thì thật sự là anh rất là thích em trong những cái gọi là miên man về mặt cảm xúc của những cái trạng thái diễn của em á, để em có thể mềm mại hơn. Dĩ nhiên là mình không thể nào mềm mại 100% được, nhưng mà em đang mềm mại dưới góc độ tâm hồn và những cái cố gắng nhất có thể của em về mặt hình thể. Điều đó anh rất rất là ghi nhận ở Bình Nguyên luôn. Cái bài hát này là được nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác trong một cái hoàn cảnh thực sự là ông cũng có một cái nỗi đau buồn để mà sáng tác nên cái ca khúc này, cho nên là anh nghĩ những giọt nước mắt của Đình Nguyên ở cuối rồi những cái nức nở đó, nó vẫn có cái nỗi đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, anh trai của ca sĩ Thái Thanh, vẫn có trong cái dòng chảy đó. Anh cũng chưa được xem một cái bản live nào của cô Thái Thanh hát cái bài này hết, thì không biết là thực sự nó sẽ như thế nào, cho nên là có đúng là muôn vàn trở ngại. Bây giờ vậy đi, bây giờ em thử lại một cái này liền nghe, tức đoạn ngắn thôi, em hát đơn giản là gì mà anh coi. Cùng đúng với rồi. Tinh thần của cô, em hát đơn giản là thử, nhẹ nhàng nhất có thể, duy như nói chuyện cho anh. Đừng ủy mị, đừng cố gắng tỏ ra ủy mị. Đặt cái hồn mình vào là được rồi Nguyên. Thoáng hương xưa cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đau chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt. Nói đây. Nhắm mắt ngồi sau nửa hồn bỗng. Cảm ơn bạn. Ủa chưa cạo đầu hen. Trời bên này chơi lớn cạo đầu cái nữa là ngon cơm đúng không anh Thành? Cái đó em xin nó suối nha. Chứ tôi không có nói à. Giám khảo Hòa Nhật Nam thì sao ạ? Thấy điểm cộng của em ngày hôm nay là cái sự lịch lãm của Minh Trí. Em cũng lịch lãm ngang ngửa Minh Xù rồi đó. Xù nó qua cái phần triển lãm ra anh. Không còn lịch lãm nữa. Dạ. Hôm nay thì em làm tốt hơn những cái vòng trước. Cái điều này là thấy rõ.
và cái cách trình bày mọi thứ chững chạc hơn và giống như biết là mình muốn gì á. Có nghĩa rằng là em không có phải chơi vơi như là những cái vòng trước nữa. Hôm nay thì em quý ông hơn, đỉnh đạt hơn và thể hiện ra những cái nét của anh Phan Đình Tùng rõ hơn. Tuy nhiên là anh rất chú ý những cái đoạn chữ ký trong cái bài này mà Phan Đình Tùng đã thể hiện. Ví dụ như là em nhớ gì không em ơi á. Mà cái đoạn bắn cái chữ nhớ lên cao á thì đúng là cũng chưa đã ha. Thật ra nó phải là em nhớ, nhớ gì không em ơi. Nó là hai nốt lần. Thì đó là cái điểm mà anh rất là muốn nghe. Vì giống như là một cái sự cao trào trong cái bài hát này mà ca sĩ Thần Tượng đã thể hiện nhưng mà em chưa có thể với tới. Hoặc có thể là chưa tự tin để thể hiện cái nốt đó. Đúng là nó có những cái câu hát, những cái phần mà đáng ra mình có thể làm tốt hơn, mình sẽ ghi điểm được nhiều hơn. Thì anh mong muốn Minh Trí có thể khắc phục hoặc là có thể rèn luyện thêm để có thể đạt được những cái nốt đó sẽ tốt hơn cho phần trình diễn của mình. Cảm ơn. Nói nào ngay, hôm nay tôi rất thích cái cách trình diễn này của bạn nha. Thế là hôm nay bạn là phóng khoáng rất là nhiều, bạn cho người ta thấy cái năng lượng của bạn, tiếp thu rất là nhiều những ý kiến của ban giám khảo để có thể làm tốt hơn. Và tôi thấy bạn có cố gắng, bạn ra sân khấu bạn muốn chứng minh thích cái năng lượng này. Thật ra cái giọng bạn có rất là nhiều cái âm sắc giống anh Tùng, cái khoảng vang bạn rất là tốt. Dĩ nhiên để nói mà giống như anh Tùng thì rất là khó, tại vì người ta là dân học hành, cho nên là cái độ chính xác của người ta cao lắm. Nếu mà bạn muốn hay hơn nữa, bạn phải nét hơn tí, bạn phát âm cho chuẩn hơn, bạn phải reach được lên những cái nốt cao hơn nữa. Khi bạn hát ít ra đó, tôi feel được là bạn có mê thần tượng mình. Bạn có nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng mình là anh Tùng để bạn hát. Có nghĩa là nghe chỗ được, chỗ không. Mình thấy người ta có cái cảm nhận đó nè. Có cái lửa ở trong. Có cái lửa và có cái ngắt nghỉ của Tùng là chân xanh đầu non, đọc lá thư xưa, một trời luyến tiếc. Đó là có cái đó. Nói chung là tôi thích cái phần trình diễn này. Dạ, xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Mời chị Minh Tuyết ạ, tiếp nối luôn ạ. Trước hết là mình thấy hôm nay bạn có cái thần thái của một ca sĩ ngôi sao. Có nghĩa là cách ăn bận của mình nè, vóc dáng của mình nè, nhìn nó sáng sân khấu. Cái điều đó là cái điều quan trọng. Vô tới dòng này là phải giống thần tượng càng nhiều càng tốt. Bạn làm được cái điều đó là mình thích rồi nè. Điều thứ hai là bạn trình diễn, bạn nghiên cứu, làm cho thu hút được cái người xem. Cái điểm thứ ba đó, như Thành nói là bạn có những chỗ nhấn nhá của Phan Đình Tùng. Bạn có nghiên cứu cái feeling và bạn có cái lửa trong cái bài hát vừa rồi. Nhưng với Tuyết thì Tuyết thấy Tùng hát á, cái chữ của Tùng phát ra đó, âm sắc nó nghe sạch bách à. Sạch mà nó trap hơn một chút xíu. Cái thứ hai nữa là Tùng phát ra nó rất là nhẹ, bạn nó hơi bị thô đó. Mình không biết dùng cái từ nó là cái gì. Ví dụ Tùng á, Tùng hát chữ là đọc, thì Tùng nói là đọc lá thơ. Còn bạn là đọc, cái chữ của bạn nó rất là nặng và nó hơi thô. Ở cái cách phát âm khi bạn nhả ra, bạn gằn cái chữ nó nhiều quá, nó không giống Tùng ở cái chỗ đó. Tại vì bạn cũng có cái âm sắc giống anh Tùng thì nó sẽ nghe giống Tùng nhiều hơn. Sao tự nhiên tôi kêu anh Tùng vậy ta? Sao tự nhiên tôi kêu anh Tùng vậy ta? Chắc là do người ta sáu mũi đó. À, cảm ơn chị Minh Tuyết. Một tràng hỗ tay xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Anh chẳng thể ngày nào bên nhau, dịu ngọt em nói yêu anh suốt đời. Nhớ hôm nào dịu người trong tay, để lòng chìm đắm bao nhiêu dấu yêu khi bên người. Đôi ta bên nhau đêm chiếc lá thu vàng rơi, yêu đương đam mê dâng trao hết cho người, lòng thầm mong đắm say hạnh phúc. Nhưng nào ngờ ngoài vòng tay anh còn một người khác em yêu đắm chìm. Vẫn một lời thề nguyện bên nhau chỉ là để muốn quên đi cố nhân đang tìm về. Khi em ra đi mùa thu chút lá ngoài sân, ôm bao cô đơn đau trong trái ngang tình, bỏ sau lưng tháng ngày dài thương nhớ. Trái tim em thuộc về anh. Không yêu con tim anh đau chỉ một lần còn hơn. Vẫn nói yêu anh nhưng khi xa nhau rồi lòng em thay đổi. Cuộc tình nào anh yêu đang yêu mà không đáng. Giá như ta không phải trang lòng thì giờ đâu phải cô đơn lang thang tiếc thương nhiều vì ai. Hạnh phúc đôi ta đang xây cho nhau anh nào đâu thấy những lời em hứa thì còn
vị trí nào cho anh. Anh chẳng thể ngày nào bên nhau dịu ngọt đem nỗi yêu anh suốt đời. Nhớ hôm nào dịu người trong tay để lòng chìm đắm bao nhiêu dấu yêu khi bên người. Đôi ta bên nhau đêm chiếc lá thu vàng rơi, yêu đương đam mê dâng trao hết cho người, lòng thầm mong đắm say hạnh phúc. Nhưng nào ngờ ngoài vòng tay anh còn một người khác em yêu đắm chìm. Vẫn một lời thề nguyện bên nhau chỉ là để muốn quên đi cố nhân đang tìm về. Khi em ra đi mùa thu chút lá ngoài sân, ôm bao cô đơn đau trong trái ngang tình, bỏ sau lưng tháng ngày dài thương nhớ. Trái tim em thuộc về con tim anh đau chỉ một lần còn hơn. Vẫn nói yêu anh nhưng khi xa nhau rồi lòng em thay đổi. Cuộc tình nào anh yêu đang yêu mà không đau. Giá như ta không phải trang lòng thì giờ đâu phải cô đơn lang thang tiếc thương nhiều vì ai. Hạnh phúc đôi ta đang xây cho nhau anh nào đâu thấy những lời em hứa. Thì còn vị trí nào cho đôi ta đang xây cho nhau anh nào đâu thấy những lời em hứa. Thì còn vị trí nào cho anh. Xin được cảm ơn bạn Trấn Hải. Yeah. Trời ơi bây giờ tôi vô trái tim với bạn luôn thì nó cũng hơi ngại. Nhưng thôi bạn cứ ở đó đi. Vị trí của bạn là tâm điểm của trái tim. Còn tôi đứng bên này. Bạn phải biết vị trí nào cho bạn nha. Dạ đúng. Còn vị trí của bạn hiện nay trong lòng tôi rồi. Quá là tuyệt vời. Bạn đừng có thấy trái tim ta rộng cho bạn chui vô à. Dạ thôi em đứng nguyên vị trí này. Thế không biết là trình diễn xong thì bạn cảm thấy như thế nào? Dạ khi trình diễn xong thì em thấy em đã cố gắng hết sức để hoàn thành cuộc phần thi của mình thôi. Dạ thoải mái đúng không? Dạ rất là nhẹ nhàng à. Bây giờ tâm lý ổn định chưa? Rất là ổn định này. Tự chấm điểm cho mình coi bao nhiêu điểm trong tiết mục này. Dối với anh Thành thôi. Nói thiệt đi. Nói thiệt lòng muốn, luôn. Mình muốn bao nhiêu nói bao nhiêu. Dạ cho em xin 8 điểm nha. 8 điểm. Chấm vậy là quá bậy. Trả giá là. Chấm vậy là thua rồi. Cái bài này mà chấm 8 điểm gì được. Bài này sao 8 điểm được. Chứ nhiêu được anh. 9 điểm rưỡi. Hay quá. Dạ, cảm ơn anh Thành ạ. Em hát bài này gần như hoàn hảo. Chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn anh. Cái điều mà tôi thích ở em là gì biết không? Nhìn em hát ta muốn coi. Cái năng lượng á, cái sự đam mê của em dành cho cái người thần tượng của em và dành cho cái ca khúc mà em đang hát. Cái cách em mê được trình diễn, cái cách em mê cho người ta muốn nghe mình á. Cho nên cái đó là cái thành công lớn nhất của em. Và hãy giữ điều đó. Nó sẽ giúp cho em đi xa trong cái cuộc thi này. Chúc mừng em, tôi thích tiết mục này. Cảm ơn anh Thành ạ. Dạ lâu lắm anh Thành mới nhận xét nó ít đến như vậy đó. Coi như là bạn không còn gì để sôi nữa cả. Đúng không? À, mời chị Minh Tuyết ạ. Anh Trấn Thành khen em rồi. Thì bây giờ chị góp ý em một cái chút xíu này. Mỗi lần mà em kéo cái microphone ra xa, mỗi lần mà em hát cao em kéo ra đó, cẩn thận chút xíu. Vì nếu nội lực mình không đủ sẽ mất đi cái chữ, không nghe được. Xa vừa thôi. Xa quá, mất. Ha, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà em lên cao ấy, chị cảm thấy giống như em đang bị sợ. Những cái nốt cao ấy, em cố gắng ấy, thì em càng hít hơi, càng cố gắng quá đó, thì em sẽ dễ bị hụt hơi, bị thiếu hơi, em phải để ý. Giống như mình cứ sợ mình lên không tới cái nốt đó đó. Đó, chị không biết là chị nói đúng hay không, thì chỉ có một mình em tự hiểu.
Dạ chị nói đúng, tại em cũng hơi áp lực tí xíu. Thì cái cách tốt nhất là ở nhà mình đi đâu cũng hát, làm cái gì cũng hát, hát thật nhiều, nhất là những cái nốt mình không được an toàn lắm, hát riết nó trở thành quen thuộc của mình. Khi mình cất giọng lên là nó ngay cái chốc, ngay cái nốt đó, ngay cái điểm đó, và em sẽ không cảm thấy sợ. Khi mà mình đã trấn áp được cái tâm lý của mình á, thì tự động em sẽ hít cái nốt ngay đúng cái nốt đó liền. Cộng thêm nữa, chị rất thích cái sự máu lửa trên sân khấu của em. Nhưng đôi lúc khi em máu lửa quá, nhất là những đoạn cao á, em moving nhiều quá, thì cái vocal của em ấy cũng dễ bị hụt hơi. Thì chị đang nói những cái mà em vẫn còn đang bị sợ hãi hoặc là đang bị khiếm khuyết để mà được điểm 10 đó. Thì nếu em khắc phục được những cái điều đó thì em sẽ hoàn chỉnh hơn rất là nhiều. Nhưng chúc mừng em tiết mục vừa rồi. Dạ vâng, thành công. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị Tuyết. Có vẻ như là hôm nay trình diễn máu quá cho nên là bạn ấy đang feel theo cái bài hát của mình luôn. Còn anh Hoàng Nhật Nam thì sao, và anh có góp ý thêm gì không ạ? Với Trấn Hải thì về dàn dựng sân khấu á, đặt một cái trái tim bằng nến rồi em bị đóng khung trong đó đó, và mọi người cảm thấy em giống như là một cái người gọi là bị nhốt trong một cái tình yêu này kia, và em vẫn đang vẫy vùng trong những cái cảm xúc đó. Em thấy này giống như là Tề Thiên bị nhốt trong giọng điệu của ông thầy. Giọng Kim Cang à. Ờ, ông thầy Đường ông Tăng, Đường Tăng. Dạ, ông thầy đó là ông Hoàng Nhật Nam đó. Thì nãy giờ ca nhức đầu à, đừng tụng nữa thầy ơi, kiểu vậy đó. Đó thì em ở trong đó nhưng mà em vẫn, cái nội lực của em vẫn bung tỏa ra. Và thật sự anh thì có phần thoáng hơn, anh cho em đến 975 lận. 975 lận. Nhưng mà đúng là những cái phần điểm còn lại mà chưa được trọn vẹn, đó là cái phần mà như cô Minh Tuyết và anh Trấn Thành đã nói, đó là cái phần mà một số cái chữ quan trọng nó bị hụt đi. Tự nhiên là mà cũng khoảng tầm 2-3 lần trong cái bài hát. Nhưng mà anh nghĩ là so với tổng thể, với là những cái sự nỗ lực của em á, thì những cái phần nổi bật nó nhiều hơn, nó sẽ khỏa lấp những cái lỗi đó. Và dĩ nhiên là nếu như cơ hội mà em đi tiếp mà thì em sẽ khắc phục những cái điểm đó, đúng không? Đó, và cứ giữ cái phong thái như thế này. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn ban giám khảo vì đã cho bạn ấy thêm năng lượng rất là tuyệt vời trong cái show này trước đã. Và chắc là bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi, đúng không? Dạ đúng ạ. Chúc bạn may mắn nha. Một tràng hô tay chúc mừng cho Trấn Hải. Lần trước thì có đầu tư luôn cái sợi dây chuyền để có thể là hợp vai. Thế là lần này thì một tuần trôi qua rồi, anh đã đầu tư cho tiết mục của mình như thế nào để tối ngày hôm nay anh trình diễn ạ? Dạ, hôm nay thì em có đầu tư một cái mắt kính à. Vâng ạ. Dạ, em đi mua khắp mới có được cái mắt kính của anh Trường Vũ. Bây giờ tôi hỏi anh, ngoài cái mắt kính ra anh có đầu tư con chim không? Dạ. Dạ, cái này là của chương trình đầu tư lùm cho em luôn. Của chương trình đúng không anh? Dạ. Tôi phải hỏi như vậy để tôi làm rõ cái vấn đề giữa anh và chương trình. Tại sao lại hành hạ con chim của người ta như vậy? Con chim người ta là con chim thiệt còn sống, mà bà dancer bà quay muốn chết con chim. Bà dancer bà đâu có sai. À, nhân vật sai mà. Đúng rồi. Tại sao bà dancer bà quay một cái đoạn đầu? Ủa, vậy là tưởng... cho tôi coi lại cái đoạn đầu. Tưởng cái bà dancer bà đang đóng vai xỉn. Không, thật ra là bà đang xỉn hay sao? Cái MV này á là MV tái hiện của anh Trường Vũ, và thật ra bản thân Hoàng Nhật Nam lúc xem cái MV này cũng cảm thấy rất là thú vị với cái nhân vật nữ mặc chiếc áo bà ba màu hồng và cầm chiếc lồng chim và xoay vòng vòng y như vậy luôn. Bây giờ mình cùng xem lại nha, bản gốc nha. Và cô dancer cổ không làm trật chút nào luôn. Đó, con chim có còn sống nổi không?
Anh Thành đó. Ơi, trách lầm rồi. Như vậy là ngày xưa cũng đã có một bà làm chim quay rồi. Rồi bữa nay cũng có một bà quay con chim nữa. Trời ơi, cho tôi hỏi con chim nó còn sống không? Dạ, ngáp ngáp. Rồi, bây giờ làm chúng ta nói về anh Vũ. Tôi phải trên một lần quay qua nói với lại giám khảo Minh Tuyết rằng hát có hồn quá. Đây không phải là thi. Đây là một tiết mục trình diễn. Em cảm ơn anh Thành. Anh cho Thành thấy được anh là một nghệ sĩ. Có nghĩa là anh lên sân khấu, anh đang làm cái điều anh thích. Đó là cái điều chúng tôi thật sự muốn từ các thí sinh. Anh nâng niu từng chữ, anh hát bằng trái tim và quan trọng, anh có hiểu lời bài hát. Đúng. Anh hát tới đâu, anh diễn tả cái lời bài hát để người ta cùng hiểu với anh. Chứ anh không hát một cách công thức. Và nói gì nữa, ngoài con chim ra tiết mục này tuyệt vời. Tôi được mời giám khảo Hoàng Nhân Nam tiếp nối ạ. Nam cảm thấy thích anh Văn Sĩ ở chỗ là khi mà giao cho anh một cái đạo cụ gì á, hoặc là cái phục trang hay là những cái tiểu tiết á, thì anh đều tận dụng nó và thả hồn vào nó. Ví dụ như là một cái chai rượu giả thôi, có nước trong thôi, rồi anh chàng cầm ra những cái bước đi lững thững, vẫn cảm giác cho người ta biết rằng là đang đi trong chến choáng, những cái men say, trong những cái nỗi buồn về tình yêu, đúng không? Và đến lúc mà có một cái chi tiết là phải, không phải là cứ cầm chai rượu hoài mà phải đặt xuống. Thì đặt như thế nào, lúc đặt cũng là tâm trạng của một cái người đang trong cái chến choáng men say đó. Những cái điều đó tận dụng những cái đạo cụ cho rất là đắt. Mặc dù anh không phải là có thực sự có lợi thế, có chiều cao như là anh Trường Vũ hay là này kia, nhưng mà thực sự anh vẫn luôn thuyết phục mọi người rằng là thật sự có anh Trường Vũ hiển hiện ở trong anh. Thật ra là những cái trở lực về mặt bên ngoài nó không phải quá lớn bằng cái bên trong. Nếu bên trong mình đã xâm chiếm được về phần hồn thì mình có thể làm được tất cả những cái phần phía bên ngoài. Thì đó là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy ở anh Văn Sĩ. Thì đó là một tiết mục khá là thành công. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Và cuối cùng xin được mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Thường thường á, những người lớn tuổi người ta mê một thần tượng á, thì người ta mê tiếng hát và người ta chỉ tập trung hát thôi. Người ta ít khi nào để ý đến phong thái lắm, hoặc là phải đầu tư hoặc là diễn xuất nhiều. Nhưng mà riêng anh á, thì em thấy anh á, để ý đầu tư cái bài hát đó cần có cái điều gì để cho nó giống anh Trường Vũ. Cái điều đó là một cái điều rất đáng khen ngợi anh. Đối với em á, cái linh hồn truyền đạt vào rất quan trọng. Và em rất coi trọng điều đó. Và với anh ấy, anh có được cái điều đó trong cái giọng hát của anh Trường Vũ mà anh đang thể hiện. Anh Vũ là mạnh, nhỏ, mạnh, nhỏ, mạnh, thả nhẹ. Và anh đều có những cái đó. Nhưng và anh làm rất đúng lúc chứ không phải là thuộc bài. Anh không nhảy nhiều, anh không búng chân, búng tay, anh không gào thét gì nhiều. Nhưng anh đã làm cho tụi em cảm nhận được anh Trường Vũ đang đứng trước mặt và đang hát. Chúc mừng anh. Tôi không tin đời tôi, có em rời phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dịu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế này tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Trong nhân gian giờ đây có một ngàn lối đi em đã chọn, nhưng bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi. Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho mình em thật sao, nơi này gió mưa hoài. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay. Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết
nói ra sao đây em, tình đã qua rồi, tình yêu rời bên chúng ta, đi về nơi rất xa, người về một phương, biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói nghe sao em đành lòng bỏ đi, tình đành dở dang thôi. Lần đầu tiên Ưu Phước xin gửi tới quý vị đã có một chung của tôi ngày mai lời chào nồng nhiệt và chân trọng nghĩa là yeah, come on. Trong nhân gian giờ đây có một ngàn lối đi em đã chọn, nhưng bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi. Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho mình em thật sao, nơi này gió mưa hoài. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta, anh nào đâu có hay. Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao để em, tình đã qua rồi, tình yêu rời bên chúng ta, đi về nơi rất xa, người về một phương, biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói nghe sao em đành lòng bỏ đi, để tình ta đành dở dang thôi. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta, anh nào đâu có hay. Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao để em, tình đã qua rồi, tình yêu rời bên chúng ta, đi về nơi rất xa, người về một phương, biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói nghe sao em đành lòng bỏ đi, để tình ta đành dở dang thôi. Hay quá. Trời ơi hay quá. Dạ chúng tôi muốn lắng nghe fan của Hoàng Phúc đó bạn. Hoàng Phúc. Trời ơi anh Phúc ơi, anh dễ thương quá, em mê cái động tác này của anh quá. Trời đất ơi, rất là đáng yêu đã. Quay trở lại tuần mới rồi, thần thái hơn. Mình có một cái hình ảnh bên ngoài cũng rất là mới nữa. Thế không biết là diễn xong thấy sao anh Phúc? Thứ nhất là thấy rất là thoải mái. Yeah. Vì lần đầu tiên mình được đứng lên cái sân khấu lớn thế này và diễn về cái người thần tượng mà gần 20 năm trời. Wow. Cái cảm giác nó ăn vào máu của mình. Và mình cảm thấy mình được thể hiện điều đó. Mình không biết kết quả như thế nào, nhưng mà rất là hạnh phúc ạ. Dạ. Dạ, trước khi lắng nghe ý kiến của ban giám khảo, cho em khai thác nhẹ anh này một cái. Tại em nghe đâu là anh này dưới quê, ảnh mê anh Phúc tới mức độ mà ảnh vào thành phố Hồ Chí Minh lúc đó chưa có gì hết. Rồi sau đó đi tìm được nhà của anh Phúc luôn. Cho tôi hỏi là cuối cùng tìm được không? Rồi cái câu chuyện, cái kỷ niệm đó ra làm sao? Wow. Lúc ở quê, khi em học hết lớp 12, bắt đầu em chuẩn bị thi đại học, thì gia đình định hướng là cho em ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà cái đam mê của em quá, em trốn gia đình, em thi vào một trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà do là cái hoàn cảnh cho nên mình không đủ điều kiện để mình yeah. học. Và cái tâm niệm của em thực chất là vô đây để gặp anh Phúc, để được gặp thần tượng của mình. Sau khi em học lên đại học thì năm nhất, năm 2009, hôm đó là vào tháng 8, em nhớ trong người chỉ có mười mấy ngàn thôi, em đi xe buýt 24 về Bến Thành, bắt xe 34 về bên quận 7. Thì sau đó em đi khắp các tuyến đường và em tới đường số 7 bên quận 7. Em nhớ là công ty anh Phúc làm việc ở đó, nhưng mà khi tới hôm đó là chủ nhật và công ty đã đóng cửa không hoạt động nữa. Thì lúc đó hụt hẫng lắm, em mới điện cho một người và người đó, cái số điện thoại đó là chính là của anh Trịnh Thăng Bình. Anh nói là anh rất là tiếc vì hiện tại bây giờ anh Phúc không hoạt động nữa, cho nên là không có gặp được. Lúc đó em nhớ anh Bình chính là trợ lý sáng tác nhạc cho anh Phúc.
Dạ, em nhớ là như vậy. Rồi tóm gọn lại là có gặp được anh Phúc không? Không gặp được anh Phúc. À, cảm ơn câu chuyện rất dài của anh. Rất là rốt cuộc không gặp được anh Phúc ạ. Vâng. Trời, thương vậy. Rất thương. Dạ. Vẫn không gặp được Phúc tới bây giờ luôn. Tới bây giờ có gặp được anh Phúc chưa? Chưa gặp. Vẫn chưa. Ông ráng vô chung kết đi, tôi mời Ương Hoàng Phúc hát chung với ông. Hợp lý luôn, đúng không? Chưa? Hợp lý, hợp lý. Không biết là cái câu nói này có phải là lời khen dành cho tiết mục vừa rồi hay không ạ? Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Không biết là các vị giám khảo sao chứ nói thật là rất là chân thành là tôi không thích những thí sinh như anh. Sao vậy anh? Anh hát giống quá rồi tôi biết comment cái gì bây giờ. Trời ơi, vỗ tay lớn hơn được không? Nó giống từng cái cử chỉ, cái hành động, cái hơi thở. Nói chung là anh mê cái điều anh làm còn hơn cái gì nữa. Tôi nói thật, một trong những cái điều mà khiến tôi rất là yêu thích các thí sinh của ca sĩ thần tượng đó là khi các bạn làm á, tôi nói thiệt á, người ta đi thi mà mấy chương trình về ca nhạc đó là người ta chỉ yêu nhạc thôi. Còn tôi nói mấy người này là giống như kiểu là thôi muốn cho ăn cơm cũng được, hát thôi được rồi, kiểu vậy. Yêu một cái gì mà nó say mê, mà thấy cái cách hát mà mình thương người ta luôn ấy. Trời ơi, nói chung tôi cũng không biết là trong thời gian qua anh sinh sống anh ở đâu mà mùa 4 anh mới chịu xuất đầu lộ diện. Mấy mùa trước thì em biết sau, có nghĩa là khi mà chương trình hoạt động rồi thì em mới biết ạ. Nhưng ngày hôm nay được đứng ở đây đó là cái điều tuyệt vời với em, mình vẫn còn chưa hết cơ hội. Tôi cho anh một lời khuyên nhé, tự tin hơn, nắm chắc nhịp hơn, giữ yên như vậy và anh sẽ vào chung kết. Cảm ơn anh. Yeah. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn anh Thành. Hồi nãy em thấy là anh cũng đứng lên gõ nhịp rất nhiều để hỗ trợ tinh thần cho thí sinh đầu tiên của đêm thi tối ngày hôm nay luôn. Anh sẽ là một đối thủ mà những thí sinh khác phải dè dặt đấy. Cảm ơn anh Thành. Và tiếp theo chúng ta mời giám khảo Hoàng Nhật Nam đi ạ. Đối với Nhật Quân trong lần trở lại này, anh đã dự đoán không hề sai. Sân khấu chỉ có một mình em mà thôi. Và em đã gọi là chiếm trọn không gian này bằng cái năng lực của mình, cái sự đam mê với thần tượng để mà có thể thể hiện hóa thân rất là tròn đầy luôn. Và dưới này thì không phải là chỉ thưởng thức không mà mọi người cười với nhau. Lần đầu tiên Ưu Phúc xin gửi tới quý vị đã có một chung một tổng hợp Melo cho nông nhiệt và chất trọng nhất à. Yeah, come on. Để mà có thể gọi là hòa theo những cái động tác của em diễn tả rất là đáng yêu và rất là chân thành. Thì anh cũng có cơ hội làm việc cũng như là gặp gỡ với những người con Thanh Hóa. Và đặc biệt là những người đẹp như là Á hậu Hoàng Thùy hay là gần đây là Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà. Thiệt sự là những người Thanh Hóa thì luôn luôn rất là nồng nàn, nồng nhiệt. Và đúng là thông qua cái câu chuyện của em kể là dù trong túi mình không có đủ tiền nhưng mà mình vẫn bắt xe buýt để mà đến để tìm gặp thần tượng của mình. Không có một cái lịch hẹn trước hay là một cái lời hứa hẹn nào gọi là cái sự gặp gỡ trong vô vọng á, nhưng mà em vẫn đi tìm. Thì anh nghĩ rằng là cái điều đó chứng minh cốt cách của con người Thanh Hóa trong em rất là mạnh mẽ. Và anh nghĩ là em hãy giữ cái tinh thần đó để mình sẽ tiến sâu hơn trong cuộc thi. Dĩ nhiên là giám khảo Trấn Thành đang cho em một cái niềm tin là sẽ vào chung kết, nhưng mà biết đâu trên đường đi nó sẽ có những cái phút giây lơi lỏng. Đừng bao giờ cho mình một cái cảm giác an toàn cả. Thì em hãy cẩn thận với điều này nha. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Và chị Minh Tuyết thì sao, một tuần trôi qua thì chị thấy Ưu Hoàng Phúc tuần này có tiến bộ nhiều hay không ạ? Sau khi mà chị nghe em kể câu chuyện của em á, chị không biết Phúc là như thế nào. Nhưng với chị là một người ca sĩ, khi mà mình nghe một người khán giả vì mình mà thần tượng mình tới mức như vậy. Chị biết em rất là thần tượng là bởi vì sao? Em nói một cái giọng khác hoàn toàn với cái giọng hát. Có nghĩa là em phải đam mê cái người đó khủng khiếp lắm kìa. Và sau khi em kể câu chuyện như vậy thì nếu chị mà là Phúc, chị sẽ đến gặp em ở trong cái show như thế này. Là bởi vì khi mình được một người thần tượng mình đến mức như vậy mà mình không đáp lại cho cái người thần tượng mình một cái ôm hoặc là một cái gì đó để cho cái người mà thần tượng mình người ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện, và bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc, thì chị nghĩ là Phúc sẽ làm điều đó nếu như Phúc có cơ hội và xem được cái clip ngày hôm nay của em. Chị hy vọng điều đó. Và ngoài cái đó ra thì ngày hôm nay đúng là Thành nói là em là một trong những ứng cử khá đắt đỏ trong cái show này. Chị không khen tiếp nữa, chị nhắn nhủ cho em thêm một chút xíu nữa. Khi mình vào vòng trong, chị hay để ý ngoại hình. Và Phúc cũng là một trong những nam ca sĩ đẹp trai, điển trai. Thì mình đã bắt chước được giọng hát nè, mình có được cái phong cách. Và bây giờ mình nên bắt chước thêm cái ngoại hình. Thì ví dụ mình hơi hẹm chiều cao ha. Thì mình lựa những bộ đồ nhìn nó cao chút. Có gì không được thì mượn thêm giày của anh Thành. Mượn thêm giày của anh Thành. Dạ.
Hợp lý, vâng ạ. Dài của tôi làm sao bằng dài Minh Xù được. Làm sao bằng cà kheo của chị Tuyết được. Không. Chị là con gái nó khác. Con gái nó khác. Em hiểu không? Ngay đoạn này thì là biên tập sẽ dựng và tua lại những mùa năm trước với những cái đôi giày rất là trứ danh của anh Trấn Thành. Đó. Cái giày này mình mua về có gì mình mặc ngoài mang cao đó mấy chị. Lúc xây nhà giọng nền được. Đó đúng rồi. Đi cẩn thận anh Thành ơi. Từ tốn thôi. Gì vậy Thành? Ưng Hoàng Phúc sẽ không mang những đôi giày đó. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến nhận xét của ban giám khảo. Rất là nhiều lời có cánh dành cho bạn đó. Và Minh Dù hy vọng rằng là bạn cũng sẽ phát triển nhiều hơn nhé. Ngày hôm nay, chúc mừng Nhật Quân. Sao anh chỉ muốn thét lên rằng anh nhớ em này, yêu đương thua ấy chỉ còn lại những cánh đồng hoang đơn côi sớm tối. Anh bây giờ như thế thôi này, hoang mang trống vắng. Biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ người đâu đó có còn khôn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì ai ngu si này, lòng đã không suy nghĩ. Giờ em bước đi trách nhau được gì? Vì ai ngu si này, lòng đã không suy nghĩ. Giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá? Mà sao nỗi đau cứ theo nhau về? Tình yêu hôm qua này giờ đã trôi xa quá. Lòng sao vẫn yêu người xa. Ok, let me see your hand. Và anh em cùng vỗ tay thật lớn lên. Let's go. Sao anh chỉ muốn thét lên rằng anh nhớ em này, và yêu đương thuở ấy chỉ còn lại những cánh đồng hoang đơn côi sớm tôi. Anh bây giờ như thế thôi này, hoang mang trống vắng. Biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ người đâu đó có còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh si lòng đã không suy nghĩ. Giờ em bước đi trách nhau được gì? Vì anh si này lòng đã không suy nghĩ. Giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá? Mà sao nỗi đau cứ theo nhau về? Tình yêu hôm qua này giờ đã trôi xa quá. Lòng sao vẫn yêu người xa. Vì ai ngu si lòng đã không suy nghĩ. Giờ em bước đi trách nhau được gì? Vì anh ngu si này lòng đã không suy nghĩ. Giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá? Mà sao nỗi đau cứ theo nhau về? Tình yêu hôm qua này giờ đã trôi xa quá. Lòng sao vẫn yêu người xa. Và đó chính là Duy Phan.
Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Sắc Màu rất nhiều. Dạ, xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam trước đi ạ. Rất là gentleman, đàn ông lịch lãm ngày hôm nay, mời anh. Âm nhạc của anh Tuấn Hưng á là một kiểu âm nhạc rất là sôi nổi, lên bổng xuống trầm, và nó cũng rất là nhiều những cái năng lượng hát mà phải bốc cháy mới có thể chuyển tải được những cái tình ý của cái người ca sĩ. Và đặc biệt là ca khúc Độc Thoại cũng là một ca khúc mà khá là thành công, được nhiều khán giả yêu thích ca khúc này. Thì ca khúc này nhạc sĩ Phạm Văn Biển cũng đã phân bổ rất là rõ hai cái đoạn. Một đoạn là rất là tự sự, một cái không gian rất là quý ông, lịch lãm, và một chàng trai đa tình ở một nửa đoạn đầu, và đoạn sau thì rất là sôi nổi, là hai màu sắc để chúng ta có thể so sánh. Anh nghĩ rằng là Duy Phan với cái phong độ của những vòng trước đây, em vẫn đang giữ cái dòng chảy và cái năng lượng mình vẫn có. Tuy nhiên là chưa đã lắm, và đặc biệt là cái cuối, là cái posing cuối á, phầm lên như này cái thì em hãy thể hiện á, mình trụ vững hơn và mình giữ cái cảm xúc đó. Lúc nãy em hơi chính choáng, không giữ được mình ở cái đoạn posing cuối. Thì nó chưa được đã với ánh sáng, với âm thanh và với tất cả. Anh hay quan trọng ở cái phần đó, nhưng mà anh nghĩ là đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Chúc mừng Duy Phan với tiết mục ngày hôm nay. Dạ. Xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin được mời giám khảo Trấn Thành ạ. Anh xin lỗi phải nói với lại Duy Phan, ở cái vòng này cái điều này nó không phải thực sự là như vậy, nhưng nó hơi hơi nhá nhem, là hơi bị lố nhiều ở trong tiết mục này. Có nghĩa là anh thấy bắt đầu là giọng hát của em đang không tự nhiên nữa rồi. Cũng có âm sắc của anh Tuấn Hưng, nhưng mà nếu là anh Tuấn Hưng thì anh sẽ làm điều này một cách tự nhiên. Còn em có vẻ và hơi nhấn nhá nhiều quá, cho nên em phải cân nhắc giữa cái giống và cái lố, nó cách nhau có chút xíu à. Em phải vận hành mọi thứ nó tự nhiên hơn. Tức hiểu ý của Thành, mấy cái câu đầu ấy mình nói nôm na là Tuấn Hưng hay nhựa đó, nhưng mà em nhựa hơi nhiều. Không biết là vì nó thấp quá nên em cố tình em nhựa cho nó lướt cái nốt, hay là em muốn làm nhựa như vậy thì nó lại càng thấy nó bị lợ, em làm không tới, nó bị lợ lợ. Dạ vâng ạ, em cũng xin ngắt lời một giám khảo ạ, bởi vì là đoạn đầu nghĩa là nó hơi bị trầm một chút ạ. Đấy. Thì em cố gắng em đè cho cái nốt cho nó rõ được, rõ lời hơn. Tuyết biết không, thường người ta sẽ sợ nốt cao và sợ nó thấp, thì tới nó thấp sẽ cố tình đè, thì càng đè thì nó lại càng không chị xuống không biết được. Hồi xưa đó, lúc chị hát á, khi mà xuống nốt thấp mình càng sợ không xuống được. Mình càng cố gắng mình đè, nhưng mà càng đè nó lại càng nghe dở và nghe lép. Mà càng thả lỏng cái nốt thấp thì cái nốt nó lại càng xuống thấp, rất là đẹp. Cho nên đó là một cái kinh nghiệm nữa. Cảm ơn chị. Bên lề một chút xíu nha, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác bài này tên là Độc Thoại á, nhưng mà cho phỏng vấn những nhân vật ở đây á, là ví dụ như cô Tuyết hoặc là Trấn Thành á, đã từng độc thoại với mình kiểu như thế nào hay chưa? Có thể chia sẻ được không? Em thì khi yêu á mà bị thất tình á, mà ngồi mà khóc mà miên man này nọ đó, thì cái thời đó nó chỉ xuất hiện ở teenager thôi. Ngày xưa đó Tuyết, lúc mà đầu tiên, mà cái thời mà tôi mới thất tình lần đầu tiên á, chương trình tâm sự bắt đầu là tôi nhớ hoài nè. Có một đêm đó tôi nằm tôi nghe đi nghe lại mười mấy lần. Ông nghe mười mấy lần hả? Tôi nghe 2-3 tiếng đồng hồ, tôi bật đúng một bài. Đúng. Tôi nghe 3 tiếng tôi ngồi tôi khóc, bà ly bà ra bà tắt một cái bập, lúc đó cái thời mà còn cassette chứ mày cùng hả? Lâu rồi nha anh, không có nữa đâu. Tới lúc khi mà mình độc thoại bây giờ, thường sẽ là những lúc mình nhận ra được một vấn đề nào đó, mình suy nghĩ nó ngược lại so với những gì mình đã nghĩ trước đây. Cái lúc yêu đó là mình tự nói là ô cái này là đúng, mặc dù là rõ ràng nó là đen, mà mình cứ nói nó không phải đen, nó là xám, nó là trắng. Tự độc thoại mình tự ấy trong đầu của mình, và cuối cùng mình phát ra một câu là sao mày ngu vậy Tuyết? Đâu vậy thôi đó. Vậy cái thôi. Đoạn đó mới hết độc thoại đó. Hết đó. Cho nên mới ra cái câu mà vì anh ngu si. Còn Nam thì cũng hay ngồi nhìn vào một cái khoảng vô định nào đó, và mình hay nghĩ ra nhiều cái điều. Như lúc mình phân ra hai vai nữa, cứ hay như vậy thì bà xã của anh đó bắt đầu là sẽ nói rằng là vì sao ông xã cứ phải ngồi thẫn thờ hoặc là nhìn mênh mông như vậy, không được như vậy nữa. Cho nên kể từ đó là anh không còn hát bài độc thoại nữa. Đôi khi độc thoại á, nó còn phải có tự do hay không á, nó còn phải tùy thuộc. Tôi tưởng là ổng hỏi tôi có xong lý rồi gì? Ông sẽ đưa kể một chân lý gì đó, sẽ kể ra một cái chân lý gì khủng khiếp của ổng. Cái chân lý này là thuộc của riêng Hoàng Nhật Nam thì ra ông kia là nói là nội ấm ức, nội ấm ức. Dạ, một tràng hấu tay cảm ơn ban giám khảo. Dạ, xin được chúc mừng Duy Phan đã hoàn thành xong tiết mục của mình, và chúc bạn may mắn nhé. Dạ, thank you. Đứng bên em im lặng thật lâu, nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu.
trái tim anh đang ghi thật sâu từng nỗi đau mà anh muốn giấu. Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa còn lại đây vài phút giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa. Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa từ đây sẽ rất xa. Nếu em không thể nào ở lại đây vì lý do hết yêu anh rồi, nếu hôm nay em đành lòng chia tay vì lúc xưa là anh có lỗi, chúc cho em luôn tìm được niềm vui, từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi. Xin hãy cho anh thêm một lần em hỡi, một cơn đau sau cuối. Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sổ bao điều lỗi lầm. Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ âm thầm vui trọn bao nỗi yêu thương lặng cấm. Và em đã muốn như thế, em cứ như thế, em hãy quên đi cuộc tình chúng mình. Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình, làm sao anh dám trông mong em về với anh. Không biết là ở đây mọi người cho Vinh hỏi là có ai đã từng đau khổ cho tình yêu không ạ? À? Có ạ. Nếu em không thể nào ở lại đây vì lý do hết yêu anh rồi, nếu hôm nay em đành lòng chia tay vì lúc xưa là anh có lỗi, chúc cho em luôn tìm được niềm vui, từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi. Xin hãy cho anh thêm một lần em hỡi, một cơn đau sau cuối. Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm. Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ âm thầm vui trọn bao nỗi yêu thương lặng cấm. Và em đã muốn như thế, em cứ như thế, em hãy quên đi cuộc tình chúng mình. Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình, làm sao anh dám trông mong em về với anh. Và em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm. Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ âm thầm vui trọn bao nỗi yêu thương lặng cấm. Và em đã muốn như thế, em cứ như thế, em hãy quên đi cuộc tình chúng mình. Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình, làm sao anh dám trông mong em về với anh. Hôm nay mới thấy là Quốc Anh là làm hài lòng ban giám khảo. Chiều lòng giám khảo Trấn Thành đợt trước có gợi ý là thôi hát thử bài hát của ca sĩ khác thử xem. Lần này thì Quốc Anh đã lựa chọn ca khúc rất là thành công của ca sĩ Lê Hiếu ha. À, nhưng mà phần thể hiện là giọng ca sĩ Quang Vinh. Xin được mời giám khảo Trấn Thành trước luôn đi ạ. Dạ, cảm giác của anh như thế nào ạ? Hôm nay thấy bạn có đầu tư, có tập trung, có nghiêm túc, có thể hiện, có hết mọi thứ thật sự. Giọng bạn đúng là trời sinh ra là cái voice của bạn là rất là giống Quang Vinh nhé. Cái này phải chúc mừng bạn, bạn làm rất là tốt điều này, nói thật. Đoạn đầu không tốt lắm. Những cái đoạn thấp bạn hát không tốt. Nó cứ cảm giác nó bị trông trên thế nào ấy. Chữ được, chữ có, chữ không, nó không rõ ràng. Bắt đầu từ điệp khúc là rất tốt.
Nhưng mà Thành lưu ý với bạn là bạn hát một cái bài á, bạn luôn luôn để ý những cái nốt, là ví dụ như là vì em đã muốn như thế, em sẽ là nó phải lên được đúng cái nốt xẻ, chứ bạn hay bị lưng lửng, nó không lên được cái nốt xẻ, nó vừa nhót, nó bị non. Dạ, yeah, nó bị non. Không phải một lần mà hầu như nguyên cái điệp khúc bạn đều bị, cho nên là nó không cho người ta cái cao trào. Thì hiểu Thành nói không? Khi mình hát đôi khi nó có những đoạn mình phải push cái energy, cái cảm xúc mình lên cao chút xíu để những cái nốt đó nó chạm được tới thì thi nó sẽ thuyết phục hơn. Vì mình thi mà. Thi thì ngoài giống người này người kia thì vào vòng trong càng ngày thì ai cũng sẽ giống, chứ không riêng gì mình. Thì mình phải có một cái gì đó mình tạo ra sự hấp dẫn để người ta phải wow, phải yeah. Thì hiểu Thành nói không? Đó là những cái mẹo vặt, cho nên chúng ta phải để ý những điều đó, chứ không thôi một cái bài nó cứ trôi qua êm đềm như vậy thì nó không có điểm nhấn. Nhưng mà phải nói là bạn hát rất là giống, hôm nay khen bạn bộ đồ chỉnh chu mọi thứ. Hy vọng là bạn sẽ hát để ý cân lại cái cao độ cho cái bài hát của mình ở những cái phần sau. Dạ vâng, xin được mời giám khảo Trấn Thành ạ. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết. Hôm nay đẹp trai nè. Đợt trước là thư sinh chị ha, mặc sơ mi thôi, bây giờ là vest luôn rồi. Hôm nay là nhìn bề ngoài là chỉnh chu, là nhìn rất là handsome, gọi là có đầu tư, là phải đáng khen đúng không ạ? Còn riêng về cái bài hát, cái cách hát của em, thật sự với chị thì chị thấy em đoạn điệp khúc ok, rất là Quang Vinh. Tại Quang Vinh hát cái lửa của Quang Vinh nó dậy dậy đó, nó không có kiểu mà như là như đúng rồi, không có hừng hực đâu, muốn như thế, nó không phải vậy. Vinh nó cứ muốn như thế, cứ nhẹ nhàng như thế thì nó là Quang Vinh. Nhưng chị có một điều là chị hơi lo lắng cho em. Những thí sinh khác họ có nhiều cái đất của thần tượng của họ để họ có thể thu hút giám khảo lẫn khán thính giả, để họ có thể bắt chước và nhấn mạnh những cái điểm đó. Nếu mà mình thi chung với họ thì mình sẽ bị thiệt thòi nếu như mình không có nhiều cái điểm nhấn mạnh của thần tượng của mình. Vì thế khi mình chọn bài, cố gắng tìm bài nào hoặc là cái bài nào nó có thể bày tỏ Quang Vinh nhiều hơn nữa, tô đậm nhiều hơn nữa, để mà mình có thể cân sức được với những cái thần tượng khác. Thì chị chỉ hơi lo ngại cho em về vấn đề đó. Nhưng mà với phần hát vừa rồi, với cái sự chỉnh chu của em, với giọng hát của em, giọng hát của Quang Vinh mà với bài khác, thì thực sự em hát giống Quang Vinh và em diễn tả nhẹ nhàng giống Quang Vinh. Hồi nãy mình tiếc chút xíu thôi, là thật ra Quang Vinh có một cái đặc điểm rất là dễ nhận dạng, mà đáng là bạn phải khai thác cái đó. Phải khai thác thêm đó cái gì là đó? Cái phần mà hát hơi mớm mớm á, cái miệng hơi đưa đưa ra phía trước. Thật ra cái đó mà bạn làm nó đậm chút xíu nữa thì nó sẽ có cái gì đó thú vị cho tiết mục, bạn hiểu không? Mình làm cái gì cũng vậy, đó là những cái chiêu. Mình đã đi thi nó phải có chiêu, chứ không thể mình đi thi mà mình cứ hát một cách bình dị như vậy thì nó lại không có cái để chấm, bạn hiểu Thành nói không? Đâu thấy Quốc Anh hôm nay cũng chơi chiêu đó chứ, cái đoạn giữa giả giọng Quang Vinh nói hỏi khán giả là cái gì, đã từng đau khổ trong tình yêu gì đó chưa. Ủa, đó cái đó chiêu rồi đó hả? Rồi xong cái cười, họ có đau khổ không? Cười mà nhìn em chứ. Vinh hay có mấy cái vụ mà đưa tay thế nó sẽ bao điều lỗi lầm, hay là hai cái vụ đưa tay ra phía trước là cái lắc đầu vậy nè, đúng không? Hay có cái vụ đưa ra rồi lắc cái đầu vậy một cái nè, nó có những cái động tác rất là cơ bản mà bạn phải thêm mấy cái đó vô coi nó mới đã con mắt, nó phải cả, nó phải đậm một chút. Dạ, yeah, cả tai cả mắt nó phải liên nó tục, nó vẫn còn bị hơi trôi ấy, em yeah. Hiểu không? Hơi trôi ấy. Trong một cái ly trà sữa nó phải có chân trâu, trà sữa nó phải có chân trâu. Đúng rồi. Đường đen nữa. Thôi được rồi, quá trời. Đen nó bày đặt đường nữa. Anh Nam, sao anh? Anh thấy Quang Vinh tối ngày hôm nay như thế nào ạ? Anh thấy tự hào vì các thí sinh qua các vòng thì đều có cái tiến bộ và sự lột xác khác hẳn. Thì điều đó là cái điều mà khán giả có thể thấy, và ban giám khảo cũng vậy. Và hôm nay Quốc Anh cũng có những điều bộ của Quang Vinh, và anh ấn tượng là lúc kết đó, thì em vẫn có cái chào kết rồi xong sau đó nhoẻn miệng cười, nhưng mà cười theo kiểu của Quang Vinh, tức là cũng có cái sự gì đó nhẹ nhàng, hơi bẽn lẽn một chút, hơi điềm đạm một chút, nhưng mà thấy rất là kiểu theo kiểu ngọt ngào á, theo kiểu dễ thương, hơi tin tin á. Cái nụ cười đó lúc kết bài hát á là anh đã từng nhìn thấy ở những cái live show á, thì Quang Vinh có thể hiện như vậy và em có bắt chước được cái điều đó. Ngoài ra thì anh vẫn thấy là lúc mà chúng ta đi hát một bài hit của một ca sĩ khác á, bằng chất giọng của một ca sĩ khác,
thường cái cảm giác là sẽ hay nghe văng vẳng cái giọng của cái người đó đâu đây. Nhưng mà đối với cái vòng thi này và cái tiết mục này thì hầu như anh cũng không cảm giác là Lê Hiếu ở đây trong bài hát này, mà hoàn toàn là một Quang Vinh luôn. Đó thì cái đó là một cái tài của Quốc Anh. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khánh Phương bỏ chạy xe tải để mà lên đây hát tặng cho quý vị một ca khúc mà Khánh Phương cũng mới hát lần đầu. Ca khúc này cũng đang rất là được mọi người yêu mến trong thời gian qua. Ca khúc được mang tên Sống Sót. Trên đôi cánh tay hòa đời em trong phút giây, từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ. Trời bao nay sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối, người mang tia nắng nhưng cớ sao lòng còn tăm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đường đời thay đổi, nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi. Người thứ ba sang mây không say không về, dù là mà cha đắng mà đoạn đường dài quanh quẩn ai buông câu thề. Chỉ còn lại nỗi nhớ mà trong tim mình buồn vỡ ta xuyên lơ là. Lũ về dù đã xa mà cuộc đời chẳng bằng người ta tiếng lòng thơ. Tuyết có đồng ý tôi là bốn cái ông answer mà múa nhoi như là bốn con dòi rất là giống Minh Xù không? Ủa? rất là giống Minh Xù. Anh Thành, không em không có như vậy. Hồi nãy giờ anh tưởng là bốn Minh Xù nhảy đó chứ. Trời thấy ghê dữ vậy. Không, em có bắn tim, nhưng bắn tim kiểu khác. Em bắn tim kiểu ra cũng đầm thắm lắm. Vậy thôi em, vậy thôi. Không, chứ giống em lắm, giống chứ bốn. Em nó có như vậy. Chết thiệt. Bây giờ chị muốn em mời anh Nam trước, là tại chị muốn hiểu là cái bốn ý đồ gì, bốn cái là người đó là ý đồ gì. Xin được mời giám khảo bớt nội tâm Hoài Nhật Nam lên tiếng ạ. Mời anh. Đây là một cái tiết mục mà nó rất là thú vị. Tôi nghĩ là nó lấy được tiếng cười của các giám khảo cũng như là khán giả. Bởi vì là cái chiếc áo này là của Khánh Phương cho mượn luôn nè. Đó, à. Và Khánh Phương thì thường hay lên livestream để trò chuyện với các fan của mình. Trong một cái lần livestream thì cũng đã thử hát cái bài Sóng Gió này. Bài Sóng Gió này thì không phải là bài hit của Khánh Phương mà là của Jack và KICM. Đây là cái hình của Khánh Phương trong cái clip livestream đó. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Cái này là cũng lấy từ cái lời gợi ý của giám khảo Trấn Thành vòng trước. Hả? Gợi ý là Khánh Phương á, ở phiên bản này nên hát một cái chất của Jack à, xem là sao. Là bài một người khác nhưng mà hát giọng bằng giọng chất Khánh giọng Phương. Của Khánh Phương chứ không phải là hát hit của Khánh Phương, cho nên tôi đã chọn cái ca khúc này để mà một mình thí sinh thể hiện trong cái livestream đó thôi thì nó hơi đơn điệu, cho nên là các bạn biên đạo cũng đã nghĩ rằng nên có các dancer bóng đêm để hỗ trợ cho cái việc bưng bàn ghế rồi bưng những cái đạo cụ hoặc là mắt kính. Những dancer bóng đêm đó là những người mà rất là tinh nghịch, cứ đùa vui rồi có lúc thì giúp, có lúc thì họ tranh cãi với nhau hoặc là nhảy múa những cái động tác không đâu vào đâu cả. Nó thể hiện một cái sự hỗn loạn. Biết đâu sóng gió trong lòng của chính cái người mà đang ở trong bóng đêm đó là cái người thể hiện bài hát thì sao? Anh Thành ơi, vậy em càng khẳng định đó không phải là bốn hình ảnh của em nha anh. Dạ. Ý tưởng của tiết mục thì là hay, nhưng mà bạn phải liệu cơm gấp mắm. Bạn phải biết bạn đang làm cái gì. Bạn đang livestream rồi ra cũng hô hào khán giả rồi cũng ừ ca đi ừ, nhưng mà cái cách bạn làm nó hơi ngây thơ, gọi là ngây thơ bạn ạ, hơi chủ nghĩa tự do quá. Với lại hôm nay chắc hơi mệt đúng không? Phương hát có cái độ khàn của Phương, nhưng mà trời mang ánh sáng năm tháng thứ về, xa ai về chung lối. Phương có phà cái hơi ra và nó có cái chữ nó ra như các bạn là trời mang ánh sáng ta. Thì Thành nói không? Là bạn bị gằn cái giọng trong này. Dạ, hôm nay em bị khan tiếng. Tôi hiểu mà. Tại vì bạn gằn sai cách, bạn tì hết vô cái cần cổ.
cho nên bạn càng làm thì nó càng khàn. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Hôm nay cũng rất là cố gắng cho nên là đổ rất là nhiều mồ hôi luôn. Chắc là mời giám khảo Minh Tuyết tiếp nối. Xin mời chị. Mình không quen hát nhạc dance nhưng mà mình hát buồn hoài người ta cũng chán. Khi mà mình lựa chọn cái sự khác biệt, nó cũng đừng đi quá xa với cái khả năng của mình, thì mình sẽ không lòi ra những cái mình không được tốt lắm trong cái bài hát này. Từ cái bài hát cho tới cái phong thái, bạn đều hơi đi quá cái sức khả năng của bạn có thể làm được. Cái tố chất nhảy trong bạn nó không có. Có thể không nhảy như Phương, nhưng mà mình cố gắng hết sức có thể để mình làm ra được cái phong thái của Phương. Kiểu là Phương đeo mắt kiến mình chỉ như vậy thôi cũng được. Mình không cần phải nhảy quá nhiều. Thật ra Tuyết, Phương là cũng vậy thôi à. Ừ. Phương không có nhảy dữ đâu. Cũng chỉ là trời mang anh sang năm tháng tư bề, sang ai để chung lối. Phương cũng không có như bạn mà. Mà quay dữ vậy đâu. Còn bây giờ mình nói về giọng hát của bạn trong bài này. Bạn có cái độ khàn của Phương nhưng mà bạn cố tình làm cái độ khàn đó nhiều quá. Đâm ra bạn hát á, mình cảm giác như bạn đang ngậm một cái gì trong miệng bạn ấy mà bạn không có phát ra cái âm nó rõ ràng được. Làm sao cho nó chắc cái chữ lại một chút xíu. Khi bạn lên nốt cao nó không có tới. Cho nên nói chung là hôm nay thì hơi bị tuột phong độ. Sorry. Cảm ơn chị Tuyết. Không biết Lê Giang Thảo, Hoàng Nhật Nam có đôi điều gì chia sẻ để có thể là góp ý thêm cho bạn không ạ? Cái tiết mục này là dành cho Tuấn Anh. Một nửa bài là bản livestream mình chỉ hát bên cái bàn đó. Thì là đúng với cái hoàn cảnh mà Khánh Phương đã hát cái bài này. Cái phần đó em sẽ phải bình tĩnh sau cái đoạn giới thiệu vào cho khán giả. Rồi sau nửa bài sau, mình không thể nào hát ở trên cái bàn đó hoài thì nó sẽ rất là chán và chết sân khấu. Cho nên là sẽ có một cái bản live sân khấu để mà các dancer bóng đêm rút đi để em ra giữa trung tâm. Để em có thể thể hiện được nhiều hơn cái sự phân bổ của các biên đạo để cho em có thể là có những cái khoảng không gian để có thể thể hiện mình theo những cái cấp độ khác nhau. Cái quan trọng vẫn chính là mình, để mà mình có thể thể hiện làm sao để ra những chữ ký của thần tượng. Thì anh cũng rất ghi nhận Tuấn Anh có học hỏi thêm những cái động tác tay để mà giống hơn với thần tượng của mình. Mặc dù vũ đạo đó không phải là lợi thế của Tuấn Anh, đúng không? Và em đã phải cố gắng rất nhiều để mà mình mới hơn so với những vòng thi trước. Nếu như không có gì để có thể hóa thân giống hơn, lại không gây ấn tượng với giám khảo. Đêm nay lại một cái đêm tranh một cái suất để đi tiếp hay dừng lại rồi. Trong những sự thử nghiệm sẽ có thắng thua, và nó sẽ có những cái thành công hoặc là tỷ lệ về cái sự thất bại. Anh vẫn ghi nhận cái sự nghiêm túc của em trong việc là mình đào sâu hơn, hóa thân thành thần tượng sao cho giống. Mà vừa hát vừa nhảy nữa cho nên là rất là mệt, đúng không ạ? Không, là... thật ra là đổ thừa do nhảy là không đúng. Vì cái sự phân bổ bài này của biên đạo là đã có sự tính toán. Dạ. Có nghĩa là nửa bài đầu là hát không bên nhảy. Chiếc bàn. Chỉ lúc mà chiếc bàn dời đi ra đây thì lúc đó mới là Khánh Phương nhúng nhảy của sân khấu. Cho nên là nửa bài đầu mình phải tốt hơn nửa bài sau. Nửa bài đầu Tuấn Anh cũng chưa cái bắt được cái đó nhịp. Mà nãy mà bạn biết diễn là cũng ngon lắm á. Sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vọng tiếng lúa đêm mê. Ba cái tóc á. Quê hương tôi có con đê dài ngây ngơ, lúc tan chợ chiều xa to, bóng đâu trên đường bước dồn, lửa bếp nồng vòm che non làn khói ấm hương thôn. Có nhớ nhớ cô mình chăng, tôi về về tôi nhớ hàm răng răng cô mình cười. Ai về về mua lấy miệng cười để riêng tôi mua lại mảnh đời thơ ngây thơ. Trong lá những con trâu lạnh trên đồi
bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu. Đó chính là Khánh Hòa, vỗ tay lớn nữa không ạ. Xin được cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho Khánh Hòa trong tiết mục này, rất là ấn tượng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi mời các bạn đứng cạnh Khánh Hòa tí xíu. Tại vì vì đầu tư rất là công phu cho tiết mục này, để nói rõ hơn cho ban giám khảo cũng như tất cả quý vị khán giả hiểu, đây chính là một trong những phần hát live của cố danh ca Thái Thanh. Bước ra là tôi mê cái này rồi, tại vì tôi xem cái tiết mục này rồi. Một cái clip rất là nổi tiếng của cô Thái Thanh. Nghe cái bài này là người ta phải bấm cái clip này thôi. Mà cái bộ đồ cũng rất là giống anh Duy Quang. Anh Duy Quang là con của chú Phạm Duy. Dạ, và có cả cô Ái Vân nữa. Dạ, một tràng vỗ tay cho người dàn dựng. Rất là kỷ niệm. Khoái nhất là mấy cái mái tóc nha. Chính xác luôn, làm tóc có duyên quá. Khoái nhất là mấy cái mái tóc á. Mái tóc này là được biên đạo Khoa Nguyễn kỳ công, gọi là đi sưu tầm tuyển chọn để làm thật giống. Những cái áo dài còn phải cắt làm sao đó với cầu vai để cho giống nhất so với thời xưa. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, sẵn tiện đang rất là kỷ niệm rồi, mời anh Thành chia sẻ với cái tiết mục trình diễn ngày hôm nay của Khánh Hòa luôn ạ. Hôm nay là bạn mang đến một tiết mục rất là cảm xúc với Thành. Nói gì nói, đây mới giống một tiết mục dự thi nè. Thi là phải cỡ này mới là thi nha. Đấy, ít ra là tôi thấy cái bạn nữ này là bạn ấy có một cái cảm giác là muốn hát để cho người ta nghe. Bạn cho người ta cái cảm giác là tôi muốn hát cho quý vị nghe, chứ không phải lên rồi ca ai muốn nghe nghe, đúng không? Cái đó là cái cảm giác rất quan trọng. Bạn cũng có nghiên cứu, bạn cũng có nghe những lời mà Thành góp ý lần trước. Tôi thấy bạn có cải thiện, có rất nhiều. Có vài đoạn bạn hát cũng khá là giống. Nhưng mà khen rồi thì bây giờ cũng phải cho bạn thêm những cái đóng góp, để lần sau nếu bạn có vào vòng trong thì bạn sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ bạn là một thí sinh có tiềm năng, nhưng không khéo á, bạn mà không nghiên cứu kỹ á, thì bạn sẽ không tiến bộ. Là bởi vì Thành thấy bạn có vài cái khuyết điểm về cả hát của chính bạn luôn á. Có nghĩa là nếu mai mốt bạn đi hát mà bạn không để ý những cái đó, nó sẽ là khuyết điểm của bạn khi đi ca hát. Thành chỉ chia sẻ thôi ha, những gì mà Thành nghe, Thành cảm nhận được thôi. Cô Thái Thanh cổ hát, cái giọng cổ là giọng kim, giọng ốc, nhưng mà cổ hát phát âm rất tròn vành rõ chữ. Cổ sẽ ngân bằng nguyên âm, nhưng sau khi ngân bằng nguyên âm xong thì cổ sẽ đóng lại bằng phụ âm cuối. Thành để ý bạn hơi quên để ý đóng âm. Những cái âm đóng á, bạn hát bạn không có khép miệng lại, cho nên nó không hết cái chữ. Bạn là ai ai. Còn nếu như cái chữ ai á, bạn muốn nó hay á, bạn phải là ai về ai. Khẩu hình nó phải tròn trước, sau đó nó mới đóng cái chữ y lại. Bạn hiểu tôi nói không? Là ai về có nhớ nhớ. Chứ không phải là nhớ nhớ nhớ, mà là nhớ. Thì nó có cái khoang, có cái khoang miệng thì cái chữ ơ bạn mới tròn được. Bớt đẩy lên đây, bạn đang đẩy lên đây nhiều quá. Thái Thành là giống như là nó hơi bị stress á. Ai ai nó làm trên đâu trên này không này nè. Mình nghe lại cô Thái Thanh ấy, cổ vẫn có cái giọng ở bên trong nha. Dạ. Cái là ai, nó vẫn nghe chữ ai đàng hoàng nhưng mà cổ đẩy ra thôi. Cái cảm giác nó sẽ hay hơn nhiều. Dạ, xin được cảm ơn giáo khảo Trấn Thành. Cảm ơn anh Trấn Thành. Góp ý thêm cho bạn tốt hơn thôi. Chị Minh Tuyết thì sao ạ? Hồi nãy giờ về nói về hát rồi, vậy mình không nói về hát nữa. Mình đã đi vô tới vòng này, mình cần cái gì? Mình cần một cái sự thu hút, cần cả giọng hát lẫn cách trình diễn để thu hút khán giả. Và đó là tố chất thành công của một ngôi sao. Thì mình thấy ở bạn có cái điều đó. Trong bài hát này, bạn làm rất tốt. Xem
cái clip của Thái Thanh ấy, cô không cười tươi nhưng mà cái miệng của cổ hát lúc nào cũng như đang nhoẻn miệng cười, và bạn đã làm được cái điều đó trong cái cử chỉ bạn đưa ra, bạn diễn tả, có ánh mắt của bạn đi theo rất có hồn, khoan thai lắm, rất là khoan thai, cái tinh thần như cô Thái Thanh, bạn có được cái điều đó, chúc mừng bạn. Xin được cảm ơn chị Tuyết. Nếu mà mình nhớ không lầm thì những cái vòng trước là cô này cổ thể hiện cái tình yêu của cổ quá nhiều dành cho cô Thái Thanh rồi đúng không ạ? Thì chị có nói đó, có nghĩa là khi bạn bắt chước một thần tượng, bạn thuộc cả, mình gọi nó nôm na đường đi lối về đấy, mình thuộc rồi, chứ không phải là khi mình bước ra sân khấu mình phải suy nghĩ là à lúc đó cái thần tượng mình họ làm cái gì, trong lúc mình suy nghĩ là mình đã chậm hết một nhịp rồi, nó đã phải ăn sâu vô trong mình. Chiến thắng được ca sĩ thần tượng thì cái thần tượng đó phải ăn sâu vào trong mình. Cái cách đi, đứng, nói chuyện, làm được điều đó là bởi vì bạn quá yêu thần tượng của mình. Đúng. Cái yêu á, cái yêu mới là quan trọng. Xin được cảm ơn chị Minh Tuyết. Xin được mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Nói về những cái ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy một chút, thì đây là một cái bản nằm trong chuỗi những cái bài hát viết về chủ đề về quê hương, và nó mang những cái sắc màu dân gian và âm hưởng dân ca rất là dễ thương. Theo như ông gọi là những cái bài dân ca mới đó, những cái bài này thì đối với riêng Nam thì nó có rất nhiều kỷ niệm, bởi vì hồi nhỏ là mẹ Nam rất là thích cô Thái Thanh, và có một cái vinh dự đó là mẹ Nam hồi còn cái thuở mà đi học ở trường ở Huế, Đại học Sư phạm Huế, nằm trong cái dàn hợp xướng mà do nhạc sĩ Phạm Duy gom các cái học trò, các cái sinh viên lại, rồi sau đó là chỉ đạo, rồi hướng dẫn hát các cái bài trường ca. Mẹ của Hoàng Nhật Nam cũng là người được góp mặt trong cái dàn đồng ca đó, cho nên là nghe những bài này á, là nhạc vừa vang lên rồi cái giọng ca của cô vang lên rất là thấy thân thương. Và đối với Khánh Hòa hôm nay á, mặc một cái chiếc áo nhuốm màu thời gian, bình thường anh biết rằng là Khánh Hòa cũng là một cái người có cái năng lượng bên trong nhiều lắm, có cái gì đó cũng hơi nhí nhảnh, có hơi tinh nghịch và cũng hóm hỉnh nữa, cho nên là những cái vòng đầu thì năng lượng của Khánh Hòa tỏa ra hơi bị nhiều, nhưng mà trong cái tiết mục ngày hôm nay với cái chiếc áo xưa như thế này, có một cái gì đó hát về quê hương, nó cũng có cái sự tự hào, một cái hoài niệm, nỗi nhớ về quê hương rất là da diết. Trong đó cũng có sự hào sảng, có những cái đoạn điệp khúc rất là hân hoan. Những cái tình cảm đó nó được phân bổ trong bài hát, nó cũng đều đặn. Và đặc biệt là ánh mắt khác với Khánh Hòa đời thường, ánh mắt liêu trai, ánh mắt mà cô Thái Thanh hay là cô Ý Lan á, là lên sân khấu rất thường dùng ánh mắt đó để kể những cái câu chuyện. Thì anh cũng chúc là Khánh Hòa sẽ thành công hơn nữa với cái việc hóa thân này và đem đến nhiều cái cung bậc cảm xúc hơn cho khán giả. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo Hoa Nhật Nam. Hy vọng rằng là sẽ có ba cái hộp màu xanh lá cây xuất hiện trong phần bình chọn này. Hay là bây giờ mình muốn dơ cùng lúc không ạ? Để cho coi thử là các anh chị có giống nhau hay không. Tôi đề nghị là MC có được đây nói trước. Đây là cái cách trước mà MC muốn nó được diễn ra, Tuyết hiểu không? Dạ. Hướng được. Không, MC không được quyền hướng giám khảo đi. Ủa, làm sao biết tụi tôi dơ ba cái màu xanh mà à, làm gì mà hướng? Vậy thôi lỗi em, dạ. Không cho MC được toại nguyện. 1, 2, 3. Trời ơi. À, Ủa, thay đổi. Dạ, vỗ tay. Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi.